na quan sang khan cha du ki tho sang thế yo kali to đỗ sau sang kho khát tu tăng ma măng Hoa tu tập a manga lăng ra khăn tu tập a day vừa tay sắp a bụi tay sắp a thăm mãi sắp a sung kai nô pa wê nè sơ la sô tê hoa an tu tên tất cả bốc khăn có đến người cầu xin chí thiên hồ tì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng khen sự thành lời thường thường đến người Sa thu sa thu lành thai dặn kinh chi cu sa la cầm ăn cấp tập bằng khi đi dặn mà cả dê na quả cha mana sa thì đề sẽ su ga tăng dê sa ta san nhị nô a thì dê cho sa ta san nhị nô ca tăng bồn nhà pha lăng mấy hăng sa bê pha ghi pha hoàn tu tế dê tăng ca tăng Sư quý đi tăng định năng quân nhà phà lăng mà giả dê cho ta thành là trả năng thì để qua gần ta thì dễ đã dùm sắp bê Lộ cầm thì dễ xa ta chỉ quan ta hạ ra hai tu ca mà muốn năng phổ cha năng sắp bê Đọc hoàn tu mà mã chê Ta xa tiết phước căn con đã tạo thành là do thân khẩu ý tu hành dẻo nên Điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng Cung trời đạo lời thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà Chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu Bằng ai chưa rõ lời cầu cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay Có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường Xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức Đà từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới nhật bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với nhật bình để bái tâm bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức phật Gotama tròn đủ 5.000 năm chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức nhật quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama nam mô bích hà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ca giá dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con học cầu của hạnh phúc kinh đoạn số 10 Nam mô Bích Tha giá Nhật Bình kính chúc rằng một buổi học pháp được an vui tiến hóa con kính dân ngài Nam mô Bích Tha giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá trước tiên cái lễ di toàn thiền đức tăng cho những nước nam mà chúng tôi được rõ chào quý ni sư và cô tu nữ xin chào chư thiền nam tín nữ thiện hữu trí thức hôm nay chúng ta sinh hoạt trong đoạn cuối của hạnh phúc kinh trước khi bước vào đề tài này xin phép được tán dương ơn đức tam bảo nam mô tát sa bát cổ a Ô ra hà tô sâm ma sâm bù đà hà sa Nam mô ta sa bà kà vá tô ra hà tô sâm ma sâm bù đà hà sa Nam mô ta sa bà kà vá tô ra hà tô sâm ma sâm bù đà hà sa Cuối đầu nên lễ Đức Thế Tôn bậc chánh chánh trì đáng cúng dược cúng nguyện thân tâm thường thân tịnh nhằm lần thanh dư lập sinh Cuối đầu nên lễ Đức Thế Tôn bậc chánh nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành thánh dữ lợi quần sinh
cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đang cúng dường. Cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành tránh dữ, lợi quần sinh. Tăng Araha Di Con Lạc Sâm Vô Tăng Bồ Đăng Sê Lạc Sa Nam A Mít Tăng Chà Bồ Đăng Y Mê Sakare Hiya Pipu Chết Gia Mê Hồng Giới Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Nhạc Bậc Thế Gian Giải Chi Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Tăng Tịnh Diệu Bậc Trượng Phu Điều Ngự Độ Sanh Tôn Nhân Sư Đăng Cha Lành Phật Đà Tội Giá Cho Tôn tăng soạn khai tai được cho mình sân vô tăng thông mang sẽ là sai năm ba mít anh chặt thầm mang y mê sắc ca rê hiệp vị phu thích gia mị thất vị diệu cho mình khéo dạy lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chống vô biên sắc la đại ngộ hoặc nhân liệu tiền đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hơn thượng tâm thoát ngộ vọng trần chỉ nhân tự ngộ gia chân diệu thường tịnh lạc pháp văn nhiệm màu tăng sân khai ta đi con là sân vô tăng sân khăn sẽ là sa nam ma mít tăng chà sân khăn y mê hi sắc ca rê hi a phi pu chết gia mê bậc diệu hạnh tinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia bậc như lưỡi hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả vô nơi tám chúng đệ tử phật cũng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thành chúng vô thượng phước điền thế gian rất là nát tới giá sau quanh đa mê do nhờ oai đức của chư phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng quyền cầu hùng ấn tâm bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tăng dương ấn đức tâm bảo là xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Mặc dù cái đoạn cuối câu số 10 nhưng mà cái điểm chính là chúng ta cái chữ khê mong lòng tự tại điều số 4 trong cái đoạn số 10 này. Nhưng mà bây giờ chúng ta ôn lại câu Hạnh Phúc Kinh số 10 này. Puthasalo kathamme hichittang yasanakam bati asokam virachang khimang etang mangalamuttamang Puthasalo kathamme hichittang yasanakam bati asokam virachang khimang etang mangalamuttamang Puthasalo kathamme hichittang yasanakam bati asokam virachang khimang etang mangalamuttamang Một tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai không có sự uất ức. Ba dứt khỏi tình dục. Bốn lòng tự tại. Có bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Quý rõ ha. Mình chào huynh Minh Tâm vừa đến với pháp hội. Hôm nay trời nóng quá đi. Quý vị nghe cái tiếng động bên ngoài. Hồi 4:15 á, thì thấy con chiếc xe Honda phía sau có chở một người, do cái ánh đèn đó mà chúng ta thấy ha, chạy vô công chùa và thấy công chùa đóng và tốc độ chạy vô cũng nhanh lắm. Chạy vô thì con thấy cộng đồng và trời nhỏ quay ra đi ngược về hướng dưới. Và từ đó tới bây giờ thì quý vị nghe tiếng chó nó sủa khi nãy giờ ha. Và tiếng xe thì hai người đã đi rồi nhưng mà không biết còn ai nữa không. Nhưng mà bên ngoài thì chó nó sủa. Quý vị nghe cũng hơi ồn ồn ha. Không sao. Thấy chuyện người ta làm gì kệ người ta. Hôm nay chúng ta học cái điều số 10 này hạnh phúc.
thì không biết là đọc được thì hạnh phúc, mà đọc không được là đau khổ. Và cái chữ chính, mà cái điều chính trong cái bài hạnh phúc này, tức là cái câu cuối cùng, lòng tự tại khi mong. Vẫn nghe, nghe em thành rõ. Nghe em thành rõ thì bây giờ đưa tay lên đọc bài nhé. Học trước rồi mà sau này mới thắc mắc hỏi sao. Tôi thì nghe câu chuyện một cái bà cái nữ đi nghe pháp không? Ở nhà bị ăn trộm. Bà nói kệ nó, không có liên quan gì hết. Nghe pháp là nghe pháp. Nó muốn lấy gì thì cứ lấy đi. Lấy gì cứ lấy đi, cẩn thận hả, bảo đảm cho sợ cũng chết, không chết già cũng chết trẻ, lo chi cho mệt vậy. Rồi mời sếp mấy ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính lễ Ngài Thí Đức cũng chư Tôn Đức Tăng Ni Tăng Đạo Tràng. Con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Và con xin đọc cái đoạn số 10 của Hạnh Phúc Kinh. Phút thạch sát lô ca đam mê hi chích tăng giặt sa na cầm bá tí a sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng ra la mút ta măng. Phút thạch sa lô ca đam mê hi chích tăng giặt sa na cầm bá tí a sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng ra la mút ta măng. Phụt thạch xa lô ca đầm mê hình tăng dạch xa na cầm bá tí a sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng ra la mút ta măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Không ai đọc hết, thôi con đọc. Chanh, cảm ơn Trần Đạo. Cảm ơn cô Mê Tà. Trần Đạo có nghe, có nghe trên YouTube không? Có người đọc cái bài Việt Nam vươn lên từ nước mắt và máu đó. Hay lắm, cái giọng giống Trần Đạo lắm. Trần Đạo nghe chưa vậy? Trời ơi, chắc sư la nữa, mỏi nhọn nữa. Trả bài đi. Dạ, con xin trả bài. Từ từ nó cũng như mà sư. Đừng giận sư. Con xin đọc kinh Hạnh Phúc Kinh số 10. Dạ, khỏi đưa. Sư khỏi đưa, tại cái chữ trong iPhone nó nhỏ lắm. Con ít khi nào dòm trong máy lắm. Con dòm trong sách con được rồi. Con cảm ơn sư. Phúc thát xa lô khắp thầm mê hít chích. Tăng giác sanh cầm phát tý át sô cần quý ra chẳng kề mằng ề tăng mằng ga lâm mu ta mằng phúc thát sa lô khách thầm mê hít chích tăng giác sanh cầm phát tý át sô cần quý ra chẳng kề mằng ề tăng mằng ga lâm mu ta mằng phúc thát sa lô khách thầm mê hít chích tăng giác sanh cầm phát tý át sô cần quý ra chẳng kề mằng ê tăng mằng ga la mút ta mằng. Đọc mấy lần thôi, đọc thêm lần đi. Phúc thát sa lô khát thầm mê hít chích tăng giác sanh na cầm phát tý á sô cần quý ra chẳng ê cần mà ê kề mằng ê tăng mằng ga la mút ta mằng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, con xin nhường máy cho người khác. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con
con kính lãnh lễ Ngài Thiên Đức. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 10 của câu Hạnh Phúc Kinh. Buddhassa lokathammehi cittang yassa nakam bati aso kang virachang khe mang e tang mang galamuttamang. Buddhassa lokathammehi cittang yassa nakam bati aso kang virachang khe mang e tang mang galamuttamang. Buddhassa lokathammehi cittang yassa nakam bati aso kang virachang khe mang e tang mang galamuttamang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, con đã đọc xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123. Sa thú, sa thú, xích mê ta, xích kim, và xích chẳng đạo. Quý vị đã đọc câu số 10 xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Buddhassalo kathamme hicittang yassanakam bati aso kang virachang khe mang e tang mang kalamuttamang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự ước ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Trong bốn điều hạnh phúc này, chúng ta đã học ba điều trên. Tức là tâm không sao động về pháp thế gian, không có sự dứt khỏi tình dục. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cái điều số 4, lòng tự tại. Chỉ lòng tự tại do cái từ khê mân, do cái từ khê mân. Vậy thì chữ khê mân hay là bác còn có ý nghĩa khác nữa là không có sự kinh khủng, không có sự lo sợ, thoát ra khỏi tất cả những đàn tai, thoát ra tất cả những trở ngại, không còn bận rộn, có được sự an vui, có được sự tiến hóa, giải thoát ra bốn cái điều trầm luân để đạt đến Niết Bàn. Vậy thì lòng tự tại ở đây, cái khê măng này, chúng ta có thể thể hiểu theo ba cái trường hợp. Tức là trường hợp của cơ bản, tức là cái tâm vắng lặng phiền não tạm thời trong khoảng thời gian lâu hay là mau, tùy theo cái sự đè nén tâm của người tu tập có thể chịu đựng được. Ví dụ như trong khi nghe pháp hay là trong khi học pháp, nhưng mà chưa có đắc về thiền định và cũng chưa có chứng đắc được minh sáng tuệ, thì đó là cái tâm thấp của chúng ta, tức là chưa có chứng đạt được cái gì hết, chưa có được sự an trú gì hết, nghĩa là chúng ta chỉ có tạm thời thôi, tạm thời
để có được những cái vị lạc sơ khởi. Cái tâm mà của một cái người tu tập bậc trung á, tức là đắc được thiền định nè, và có hành được minh sát tuệ, cảm thấy an vui, thích thú trong đó, đó là bậc trung ha. Còn cao hơn nữa là tâm của các vị mà hành về minh sát tuệ đắc một trong bốn đạo quả. Một trong bốn đạo quả mà tâm của các vị đó đã hưởng được cái hương vị, tức là tâm của chúng ta quý vị thấy rất là phức tạp, lúc là bạn, lúc là thù, lúc thương, lúc ghét, lúc thế này thế kia, tức là luôn luôn dao động vì bốn pháp thế gian. Thì trong cái điều phút chót này cho chúng ta thấy cái sự rắc rối trong cái tâm hồn của chúng ta, và cái phương pháp để mà chúng ta tu tập để tránh khỏi những cái hầm hố, tránh khỏi bốn cái trầm mịch, hay là bốn cái hầm, tức là cái hầm ái dục này, cái hầm tam giới, cái hầm tà kiến, cái hầm vô minh, kama sava, phava sava, vitha sava và avijja sava. Cái hầm ái dục, hầm tam giới, hầm tà kiến và cái hầm vô minh. Tại sao gọi là cái hầm? Bởi vì ở đây rất là sâu rộng và tối tăm, cho nên chúng sanh không thấy đâu là bến, đâu là bờ. Hầm, những cái hầm này sâu và có sóng to, gió lớn, nhận chìm tất cả chúng sanh xuống dưới đáy của sự khổ, mà không sao mà trôi ra thoát khỏi được. Cái hầm rộng, cho nên chúng sanh khó mà lội vào bờ. Chúng sanh nào giỏi lắm là vỡ lấy được một miếng gỗ để rồi lội tạm thời, đến khi bị cái trận gió to sóng lớn là suốt tay chìm đắm liên tục. Thì ở đây khúc gỗ mà chúng ta lấy được tạm thời đó chính là những cái cõi trời, những cõi sắc giới hoặc là những cái cõi vô sắc giới. Chúng ta chỉ tạm ở những cái cảnh năng vui đó một lúc nào đó thôi, rồi phải bị rớt ra và rơi xuống khổ cảnh nữa. Những cái lượng sống ví như những vật dục ấy chính là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngọt, sự xúc chạm, mềm mại, làm cho chúng ta mê theo, quên cả cái già, cái đau và cái chết. Rồi những trận gió lớn, tức là những phiền não dục, hay là tham lam, sân hận, si mê. Những phiền não dục ấy đã nhận chìm cả chiếc thuyền to, chứ chẳng phải chỉ là cái miếng gỗ nhỏ mà chúng ta vơ được mà thôi. Thì quý vị biết rằng cái hầm ái dục chính là cái sự thương yêu khó mà lội qua khỏi. Vì cái hầm này to rộng, không có phân biệt đâu là bến, đâu là bờ. Thậm chí các vị chư thiên vẫn còn xa vào đó. Chúng ta thấy đã là một cái vị trưởng luân thánh vương ha. Nhưng mà cái tâm tham cũng vô đáy. Câu chuyện của đức vua Maha Suddhasana, cái vị vua Suddhasana này là vị chưởng luân thánh vương ha. Ngài có một cái cây thuốc mốc bằng bạc, lá vàng, trái ngọc, và có các loài chim quý đến ca hát nghe thật là vui tai. Đến cái ngày mà giới, giống như ngày Bậc Quan Trai,
Thì Đức Vua mặc đồ trắng, tạo qua con trai xong, trai đứng giữa trời như vậy vỗ tay ba tiếng là có mưa vàng, mưa ngọc đầy cả một cánh đồng. Nhân dân nhờ ơn đức của Đức Vua đó mà sống một cách an nhàn, sung túc. Nhưng mà Đức Vua cảm thấy như vậy cũng chưa đủ, chưa thỏa mãn cái lòng tham của mình. Vì phước báo của Đức Vua quá nhiều cho nên các cái vị thiên vương như Đức Vua Trời Đế Thích cũng phải nể mặt. Tức là Đức Vua Trời Đế Thích trên cõi 33 ha, túc cung trời như vậy mà cũng ngán ông vua coi như là Sudarsana này ở dưới nhân giới. Và Vua Trời Đế Thích đó mới nhường cho cái vị vua này nửa cõi trời đau lợi. Nhưng mà không vì vậy mà Đức Vua Sudarsana này cảm thấy mãn nguyện. Ông ta muốn chiếm trọn cả cõi trời đau lợi mới vừa lòng, nên đánh đuổi Đức Vua Trời Đế Thích để chiếm hết cái cõi trời đau lợi. Nhưng mà không sao, đánh thắng nổi Vua Trời Đế Thích, rồi bị Đức Vua Trời Đế Thích bắt đem vào cõi người trở lại. Thì như vậy chúng ta thấy cái lòng tham của người vô đắc. Người của chúng ta phàm tục thế này mà đi tranh giành với một cái vị thiên vương Đế Thích, và đó cũng là một điều chúng ta thấy nô lệ của cái lòng ái dục, của tham ái, mà tâm của chúng ta không có thoát khỏi cái hầm ái dục này. Rồi cái hầm thứ hai là cái hầm tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi con người mà chưa ra khỏi ba cái hầm này, còn ở dưới quyền thống trị của ngũ ma, quý vị chắc còn nhớ hả, ngũ ma, ngũ quận ma vương, phiền não ma vương, chư thiên ma vương, pháp hành ma vương, rồi tứ thần ma vương, vân vân. Thì khi mà bị ngũ ma mà nó thống trị, chúng ta muốn chạy hay muốn đánh được ngũ ma thì cũng phải dùng đến những cái khí cụ tối tăng mà Đức Phật trao truyền cho chúng ta, đó chính là bát chánh đạo. Dục giới còn khổ hơn là sắc giới và vô sắc giới. Mặc dù hai cõi này có phần an vui hơn, nhưng mà cũng không tránh thoát khỏi sự luân hồi sinh tử. Vì vậy, trong sự tu tập thì nên có sự kính sợ luân hồi mới giải thoát được khỏi cái tam giới này. Muốn thoát khỏi ra tam luân hồi thì chỉ có một con đường là một phương pháp thực hành có đủ tám chi hay là tám điều trong bát chánh đạo. Chúng ta thực hành theo đạo đế hay là bát chánh đạo thì chúng ta mới thoát ra khỏi tầm giới. Cái điều thứ ba ở đây tức là tà kiến, đó cũng là một cái hầm. Nó cái vấn đề tà kiến này đáng sợ hơn là hầm ái dục và hầm tầm giới. Vì người đã sa vào cái hầm tà kiến thì không còn có ai thuyết phục được. Người ta nói nó ngàn ba là nói không lại. Vì vậy cho nên phương pháp của Đức Phật dạy là muốn thoát khỏi cái vấn đề tà kiến này là phải nương theo bát chánh đạo. Mà trong đó cái điều đầu tiên là chánh kiến. Thì chúng ta thấy rằng tà kiến rất là quan trọng. Muốn thoát khỏi nó, chúng ta phải có một tư duy đúng, một nhận thức đúng, đó chính là chánh kiến. Và cuối cùng đây là vô minh. Vô minh thì ai cũng lầm tưởng là tối tâm mờ ám mù mịt không thấy đường đi, và chúng sanh ví ở nơi tối tâm cho nên không thấy con đường để
để đi ra thoát khỏi đó, cho nên mới chịu khổ mãi. Nó như vậy thì tạm gọi là một phần thôi. Nhưng mà sự thật của mình làm cho ta không có tìm, không có thấy được phiền não, nhất là ái dục, là cái động cơ chính yếu làm cho chúng ta không thấy được niết bàn, là cái nơi giải thoát khỏi luân hồi. Cho nên chúng ta không thực hành theo con đường chánh được. Vô minh là không thoát ra khỏi luân hồi. Vì vậy vô minh là một điều rất quan hệ. Chúng ta hình dung một cái đêm mưa bão giữa biển lớn, phần thì thuyền nhỏ mà lại chở đầy, thì quý vị sẽ thấy kinh sợ như thế nào. Đời của người của chúng ta, quanh chúng ta đây thì những cái tai nạn hải hùng, những cái chết gần kề với chúng ta mà chúng ta không thấy được, thì quý vị thấy tại vì vô minh nó che đậy việc, cho nên thấy cái xấu cho là đẹp, cái trái cho là phải. Mà Đức Phật đã dạy đó là những cái điều mà bị các bạn cái ngã của chúng ta nghe đây. Đêm tối vô bão hải hùng, cũng như những con cá dữ nó đang trực chờ ăn thịt của chúng ta, thì những tai nạn nó đợi chờ trong tâm giới. Thì đối với sóng to gió lớn mà lại vô phương chống chọi, thật là kinh khủng phi thường. Tại sao chúng ta không tìm lấy một cái vật gì để nương tựa vào? Đức Phật dạy có một con thuyền vượt qua biển rộng sóng to gió lớn, và những loài cá dữ đó chính là bát chánh đạo. Thì bề sâu của vô minh làm cho chúng sanh tối tăm, không nhận thấy ba tướng, đó là vô thường, khổ não và vô ngã ở trong luân hồi, cho nên cứ bị khổ dài dài. Bề rộng của sự vô minh là sự che lấp con đường tiến của chúng ta. Chính vì vậy, muốn cho cái tâm được an vui, được tự tại, chúng ta phải thực hành theo bát chánh đạo. Có thực hành theo bát chánh đạo, có chánh kiến dẫn đường, thì chúng ta mới vượt qua được sông mê bể khổ. Rồi như vậy thì chúng ta còn một thời gian khoảng nửa tiếng hả, 4:59 nè, thì chúng ta còn khoảng thời gian nữa thảo luận về cái đề tài này, tức là cái điều cuối cùng, lòng tự tại, hay là người ta gọi là bình thường tâm thi đạo. Muốn được cái sự bình thường, muốn được sự tự tại, thì chúng ta phải áp dụng bát chánh đạo. Cũng như trong 10 hồng danh hay là 9 hồng danh của Đức Phật, nhưng mà tại sao Ngài không sử dụng những cái hồng danh đó mà Ngài sử dụng cái từ Tathagato, tức là một người đã đạt đến sự toàn thiện. Đã tha là như vậy, Gato là do cái cái động từ rất trực tiếp, đã đi đến nơi hoàn hảo. Thì Đức Phật dùng cái từ Như Lai. Như Lai có nghĩa là như bất động, lai thành chánh giác, thị danh Như Lai. Vậy thì cái từ ở đây tức là sự tự tại, sự bình thường, sự tự nhiên, cái như thật trong cuộc sống. Hãy đạt đến cái trạng thái đó, gọi là như bất động, lai thành chánh giác, thị danh Như Lai. Thì cái từ khê măng này nó nói lên là không rung động về tám pháp thế gian. Ai sao thôi kệ, ai làm gì kệ người ta. Mình hãy thấy như thật, nghe như thật, mà thấy được thật tính của ta,
thì cái điều này là khen bằng lòng tự tại. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải thấy đúng. Thấy đúng là gì? Đó chính là chánh kiến. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, chúng ta thảo luận về cái đề tài cuối cùng của điều hạnh phúc, tức là khê mong. Alo, lòng tự tại. Người ta nói tự tại vô quá ngại là sao? Hả? Quý vị giải thích dùng cái từ đó, tự tại vô quá ngại. Quý vị nghe cả một chùm hả, chụp một chùm chữ Hán chữ Nho hả, sử dụng nho chùm đi cho nó oai. Mà huynh Minh Tâm có ý kiến về chữ tự tại này như thế nào? Nhưng làm xong chưa, làm xong cái nhà cửa là thì như vậy đó cũng là tự tại, mà làm chưa xong thì làm sao tự tại nữa. Đến với rung này tức là rảnh rỗi rồi, tự tại. Còn bằng rung quá làm sao mà tự tại được. Đến với cái rung, phải ông Huỳnh Minh Tâm xin mời. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ con đang sơn ở bên ngoài thưa sư. Dạ con đang sơn nghe sư kêu khỏi tuột xuống chạy lại. Tại vì quý vị biết rồi, rung của chúng ta nhiều người cao phủ thích nghe không ở ngoài hết. Dạ thì cũng xin có đôi điều chia sẻ vấn đề tự tại. Dạ thật sự ra thì dạ con chia sẻ ở cái góc độ của người Phật tử sơ cơ thưa sư. Dạ mấy cái nãy giờ sư nói nó thuộc về cao cơ quá rồi, cái đó là lòng tự tại của những bậc thánh rồi. Thì đây con chưa có cảm niệm được cái đó, nhưng mà chỉ chia sẻ với bậc phàm phu làm sao chúng ta tự tại. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống đã có rất là nhiều lần chúng ta cảm nhận được cái sự tự tại đó, nhưng mà thường chúng ta không có ghi nhận, không ghi nhận cho nên chúng ta không có rút được những cái kinh nghiệm. Thì quý vị thấy một cái điều rằng là ví dụ giờ mình đi chợ mình xách đồ về nhiều thì nó rất là nặng, nó nặng. Nhưng mà khi mà chúng ta để đồ xuống đó thì lúc này chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó rất là tự tại và nó nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái, rất là thông dong, vì chúng ta đã buông xuống một cái nặng nào đó. Ví dụ như thế rằng trời mà nó nóng được, nó nóng được mà chúng ta tìm được cái bóng mát nào đó đó, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy cái lòng mình nó thanh thản, cái lòng mình nó thoải mái. Thì đây tạm gọi là sự tự tại của cái người ở thế gian. Mình Tâm đang nói chuyện thế gian, không phải nói những cái chuyện cao siêu của nhân bậc thánh. Dạ quý vị thông cảm nghe, cái kia nó cao quá, mình Tâm đi chia sẻ những cái thấp này. Thì ở trong cuộc sống chúng ta mình thấy rằng chúng ta bớt đi cái sự mong cầu thì tự nhiên chúng ta sẽ có được sự tự tại. Dạ vì do chúng ta mong cầu là ví dụ quý vị thấy rằng mình mới qua Mỹ đi, dạ quý vị đặt chỉ tiêu ít nhất là mình phải có cái nhà, quý vị thấy không? Đó. Thì chúng ta phải gọi là làm hai ba công việc để chúng ta mua được cái nhà. Rồi chúng ta có một chiếc xe mới thì chúng ta cũng phải gian nan để mua được chiếc xe mới, vậy đó. Thì chúng ta không tự tại là vì chúng ta có nhiều cái tham quá, có nhiều cái mong cầu quá. Do vậy quý vị thấy rằng chúng ta đưa ra những cái rất là cao siêu. Tại sao Minh Tâm nói như vậy? Bởi vì quý vị thấy rằng Minh Tâm sang những nước bên châu Âu thì
đa phần người Việt Minh đó thì họ không có xe hơi quý vị, và mà họ đi những cái phương tiện như là xe lửa, xe điện, rồi những cái xe đó là phương tiện công cộng đó, và họ không có mua xe hơi. Thì quý vị thấy rằng cái mục đích xe hơi nó cũng không phải là cái nhất thiết trong cuộc sống của mọi người mà chúng ta cần phải có. Dạ, rồi quý vị thấy là có những người họ có một chiếc rồi họ lại mong cầu phải có chiếc xe cho nó sang sang, để mà những lúc mà mình đi ăn tiệc, đi này đi kia rồi thì mình phải lấy le. Dạ, nếu mà cái xe để đi làm thì nó còn son đó. À, nhưng cái xe mà đi ăn tiệc, đi lấy le rồi thì nó phải cho nó ngon. À, tức là dân Cali mà mấy đứa mà còn trẻ nó có cái vui vui. Dạ, tức là nó đi xe Lexus, yeah. Lexus là cái loại cũng là Toyota nhưng mà cái loại xịn, yeah, loại xịn của xe Toyota. Thì họ đi xe Lexus, nhưng mà ở trong cái trunk á, cái trunk là cái đằng sau xe đó, yeah, thì nó có thùng mì gói. Tức là nói cho vui là mình mua cái xe đó, đó trả tiền nặng quá thì chúng ta phải ăn mì gói. Thế cái gì thế là trong cuộc sống của ta đó, thực sự ra chúng ta không được tự tại đó là vì chúng ta đưa ra nhiều cái tham vọng. Và đưa ra nhiều cái mình muốn đạt được. Và như quý vị thấy là có những người họ mong cầu phải thăng quan tiến chức, rồi họ lên lãnh tụ này lãnh tụ kia rồi vân vân. Rồi quý vị thấy không, lại ở trên thế giới thì một số lãnh tụ là nó bị lôi xuống, là nó lôi xuống. Thì quý vị thấy rằng là chúng ta tìm một cái ghế nào đó, à, mình nghĩ rằng nó tự tại, à, nhưng thực sự cái ghế đó nó lại không phải là cái ghế tự tại, mà là những cái ghế đó nó rất là lung lay, à, và chúng ta treo lên cái ghế đó là cả một cái, khi cả một cuộc đời của những ông là rất là già, rồi khi lên tới ghế đó rồi bị tụt xuống, lôi xuống thì nó càng đau khổ, vì mình đạt được rồi mà mình mất đi, mình lại cái sự đau khổ nữa. Biết không? Nó gọi là khổ khổ và hoại khổ. Tức là chúng ta không có đó giờ thì chúng ta khổ, và mà chúng ta có rồi chúng ta mất đó, thì chúng ta cũng khổ. Biết không? Thành thứ cái này, hai cái đó là hai cái mà như thế rằng cái đầu tiên là chúng ta lao trong cái khổ, rồi sau đó chúng ta bị mất, chúng ta lại phải khổ. Biết không? Thành thử ra suốt một cuộc đời chúng ta không tự tại được rồi chúng ta chạy theo, chúng ta mong được hai cái khổ đó. Mong được hai khổ đó là vì quý vị muốn được một cái quyền chức nào đó thì quý vị thấy rằng rất là gian nan, và rất là nhiều cái gian nan để đạt được, mà không đạt được thì khổ. Rồi đạt được rồi thì quý vị biết rồi, ngồi trên ghế thì nó phải xuống thôi, nó phải mất thôi. Thì mất rồi nó sẽ lại một cái khổ, quý vị đạt cái ghế càng cao thì lúc mà tụt xuống thì cái khổ nó càng nặng. Thành thử quý vị cả cuộc đời chúng ta không tự tại rồi chúng ta chạy theo nha những cái đó để rồi chúng ta khổ trước rồi khổ sau, à, tức là coi như là lúc nào cũng khổ cả. Quý vị thấy không? Cái khổ là muốn cho bằng được, rồi cái khổ là phải giữ nó, rồi cái khổ là chúng ta phải mất nó. Cho nên rồi cuộc đời chúng ta không tự tại vì chúng ta tham. Dạ, cuộc sống chúng ta tham. Chứ còn quý vị thấy rằng một cuộc sống mà mình ngồi mình suy ngẫm lại thôi. Dạ, quý vị thấy một ngày chúng ta ăn không có bao nhiêu quý vị. Quý vị suy ngẫm xem mới đúng không? Minh Tâm rảnh mà ngồi giờ thì thật sự một ngày ăn không có bao nhiêu tiền cả. Cho nên nhiều khi Minh Tâm ngồi suy nghĩ chơi cho vui thôi. Đó là không phải là mình khoe, mình suy nghĩ chơi cho vui. Rồi Minh Tâm suy nghĩ với cái số tiền mà Minh Tâm có hiện giờ đó thì thật sự ra chia ra mà ăn với sống đó, thì tới lúc mà tắt thở đó, thì nó cũng chưa hết. Nhưng mà tại sao Minh Tâm vẫn còn phải làm? Bởi vì tham. Làm sao tự tại được? Cho nên nhiều người nói ồ tại vì tôi nghèo quá sao tôi tự tại được? Không phải, cái người mà họ có khả năng tự tại họ cũng không có tự tại được. Tự tại đây là vì chúng ta phải hiểu và để bớt đi cái sự tham thì chúng ta mới có sự tự tại. Còn nếu mà chúng ta không có bớt đi cái sự tham đó thì ví dụ gì nằm trên đống vàng nhưng mà chúng ta cũng khổ. Thì ở trên thế gian này có rất là nhiều người hiện nay là người ta ăn xài suốt cả cuộc đời người ta vẫn không hết, nhưng mà người ta vẫn khổ, người ta vẫn tạo nhiều cái sự thù hận, tức là mình tạo ra những cái ác pháp đó.
thì quý vị biết rồi, mình lừa gạt, mình hại người này, hại người kia, thì tức là mình tạo ra nhiều cái thù hận như thế. Mà thù hận là một phần của cái sự làm chúng ta không có tồn tại, không có tự tại. Chúng ta không có tự tại, vì càng có nhiều kẻ thù thì làm sao mà chúng ta ung dung tự tại được. À, nghĩ thấy không? Rồi làm nhiều cái điều bậy đó thì làm sao chúng ta ung dung tự tại được. Mình ngủ không ngon là vì sao? Vì chúng ta làm bậy. Sợ, quý vị sợ. Còn nếu mà quý vị không có làm gì bậy đó, thì thật sự ra thì cái xác suất mà chúng ta bị bắt đó, thì chỉ có nghiệp nó rượt nó bắt mình thôi. Mà cái đó nó rất là ít. À, vậy là, còn nếu quý vị tạo nhiều cái gọi là việc xấu đó thì cái cơ hội mà mình bị bắt nó nhiều hơn. À, nó gọi là cái chance và cái cơ hội đó. Thành thử ra trong cái cuộc sống như thế là chúng ta, thứ nhất muốn được tự tại của người Phật tử, thứ nhất là chúng ta bớt đi cái sự mong cầu. Bớt đi sự mong cầu thì như vậy chúng ta sẽ được cái sự tự tại. Còn nếu mà chúng ta mong cầu thì chúng ta sẽ đau khổ. Ngay cái việc là quý vị mong cầu mà để cái việc mà trong việc là tu hành, nó có nhiều người họ tu hành mà họ cũng mong cầu rất là nhiều. Dạ, ví dụ quý vị thấy còn có nhiều người là coi như phải đi đến Miến Điện tu thiền, rồi phải đi đến những cái tứ động tâm, rồi phải cái này cái kia, rồi phải gặp những vị cao tăng này, những vị cao tăng kia, vân vân. Rồi thì quý vị thấy là có nhiều người họ mong cầu nhiều cái đó, rồi họ bắt đầu họ phải làm rất là nhiều để họ có tiền, rồi họ phải đi đây đi đó tùm lum, mà họ thì khi họ quên một cái điều rằng là cái sự tu đó thì nó không nhất thiết là quý vị phải nhà phải có nhiều tiền để đi những cái việc đó. Thí dụ như có khả năng thì quý vị đi, mình làm không có cản cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nói có những người họ không có khả năng nhưng mà họ mong cầu, họ cứ mong cầu rồi quý vị thấy thì chúng ta ở ngoài đời chúng ta mong cầu ra ngoài đời, rồi khi mà chúng ta vào trong đạo đó, chúng ta hiểu chút đỉnh thì bắt đầu chúng ta lại mong cầu ở trong đạo nữa, thì vì thấy rằng cái sự mong đó tức là nó là sự khổ. Vì mong cầu mình khổ, còn vì nghĩ rằng nó tùy duyên, tùy duyên thì không sao, mình có duyên thì vì sẽ được đảnh lễ sự đi đức, mà không có duyên thì thôi vào đây chúng ta đảnh lễ cũng được. Vì không thì tâm nói rằng cái cuộc sống của mình ráng làm sao để bớt cái sự mong cầu từ ở bên trong lẫn bên ngoài, mà chúng ta càng bớt sự mong cầu thì chúng ta sẽ được tự tại. Còn chúng ta dù là chúng ta mong cầu cái gì đi nữa đó thì chúng ta cũng khổ. Quý vị thấy một cái điều giống như Chư Tăng hay nói đó, có nhiều người quý vị thấy rằng là họ quyết chí là mong cầu phải làm đại thí chủ một buổi lễ dân y, rồi thấy là họ lo lắng một bồn chồn, rồi họ làm rất là nhiều để mà họ có tiền và để làm cái chuyện đó. Quý vị thấy không? Mà trong cái đó quý vị thấy rằng cái chúng ta tu đây đó là cái tâm. Quý vị thấy không? Thì nếu mình có duyên thì mình đủ khả năng thì tự nhiên mình sẽ được làm chủ lễ dân y, còn không thì thôi chúng ta hùng cũng được rồi. Mà bây giờ mình ráng phải lo tu hành. Chứ quý vị thấy rằng mình, bởi vì quý vị biết rằng dốc sức để đi kiếm tiền đó, nó là một cái sự đầy cái sự đau khổ trong đó. Chúng ta dễ tạo nhiều cái tâm ác lắm, dễ tạo nhiều cái tâm bất thiện lắm, bởi vì nó mệt quá quý vị. Và quý vị tưởng tượng rằng là mình làm mà suốt ngày như vậy, thì quý vị biết rằng nhìn lại mỗi ngày quý vị đụng chạm rất là nhiều người, và chúng ta đụng chạm với những cái tâm bất thiện không à? Quý vị thấy không? Trong cái đó thì để ý mình đang muốn nói ở đây rằng là quý vị nên tùy duyên, không nên đặt một cái niềm hy vọng nào đó rồi chúng ta cứ phải bằng mọi sức, bằng mọi giá để mà chúng ta đạt được cái đó. Thì chính cái sự mong cầu sự đạt được đó, để rồi không được thì chúng ta cũng đau khổ. Quý vị thấy không? Lỡ mình nửa chừng mà đứt bóng cái là mình đau khổ, hoặc là lỡ chừng mình bệnh một cái mình không có đạt được cái đó, nằm trên giường bệnh mà nó đau khổ. Đau khổ tại sao tôi muốn cái việc thiện đó mà bây giờ tôi làm mới nửa đường thì nó lại không được. Thành thử ra mình sống trong đau khổ, rồi bây giờ mình cũng đau khổ mà thiện pháp thì chưa thấy, bởi vì mình chưa làm thì đâu có thấy thiện pháp. Vì sao? Mà thấy tâm mình nó khổ, rồi thân mình nó khổ, và rồi nó cứ khổ. Tại sao chúng ta bị nhiều cái khổ đó để làm gì? Trong đó chúng ta tu là để chúng ta tự tại. Để đây mình nên suy ngẫm ở cái sự việc của mình tu, và chúng ta nên hiểu
mình đến với đạo Phật như thế nào để rồi chúng ta làm sao bớt đi cái tánh mong cầu, vì cái tánh mong cầu là mình tâm thấy nó cứ chạy theo chúng ta rất là nhiều, từ ở bên ngoài lẫn bên trong. Nghĩ vào đạo rồi mình tâm thấy có rất là nhiều người Phật tử họ cứ hết mong cầu cái này, họ lại tới cứ mong cầu cái kia, mà không hiểu rằng cái sự mong cầu nó là cái khổ. Mong cầu là cái khổ. Cho nên quý vị có nhiều vị tiền sư nói chúng ta mình hành thiền mình chỉ ngồi đó để mình dòm thôi, tức là không có mong cầu gì cả. Quý vị thấy không, tự tại là mình ngồi mình dòm nó thôi. Trời nắng mình dòm mình biết trời nắng, trời mưa mình dòm mình biết trời mưa, chứ mình không có mong cầu rằng là xin đừng nắng nữa, vì hiện giờ ở Việt Nam nó hơi nóng như sư Trí Đức vừa nói. Nó nóng mình biết nó nóng thôi, chứ mình không có mong cầu. Chứ mình không có lên mà gọi là thắp nhang đốt thỉnh Phật cho ngày mai nó mát, làm sao làm chuyện đó được, thấy không? Bởi tới mùa nóng thì nó phải nóng thôi. Và trời nắng thì nó nóng, rồi trời mưa thì nó mát, rồi trời mưa thì nó ướt, rồi nó đi tới lũ lụt ra ngoài đường dơ dái rồi. Thì mình cũng không có đốt nhang để mong cầu và là Phật làm sao chuyển đừng mưa nữa, mà mình biết rằng trời nắng, chúng ta biết trời nắng như vậy chúng ta tự tại, trời mưa chúng ta biết trời mưa, nó chỉ vậy thôi. Bởi vì cái nắng nó cũng có lợi cho chúng sanh, mà cái mưa nó cũng có lợi cho chúng sanh, cái nào nó cũng có lợi cho chúng sanh cả. Và chỉ có những chúng sanh muốn nó ngược trở lại thì nó khổ thôi. Cho nên quý vị thấy rằng là mình phải suy ngẫm ở trong trong cái cuộc đời của mình, và thì mình sẽ có cái sự tự tại. Và cái điều mà mình tâm suy ngẫm là chúng ta bớt đi cái lòng tham muốn vậy, bớt đi cái sự muốn đi, cái gì cũng vậy, và chúng ta cứ bớt đi mà hãy tùy duyên. Và chúng ta hãy tùy duyên thì chúng ta sẽ tự tại. Còn nếu mà chúng ta còn tham muốn thì mỗi bước chân của chúng ta đi, nó đi trong sự tham muốn, nó đi trong, đi là để muốn cái này, để muốn cái kia, để được cái nọ. Quý vị thấy rằng có nhiều người đi làm, và cái người đi làm để kiếm tiền đó, thì cái người họ đi làm họ làm trong cái sự khó chịu, bực bội, không có tự tại. Nhưng mà quý vị mà thấy là có những người họ về hưu rồi, nhưng mà do họ buồn chán quá đi, họ đi làm, thì những người này họ đi làm với cái tâm trạng nó khác, tâm trạng nó tự tại hơn, mà họ không có sợ chủ đuổi. Nhưng mà ngược lại thì những người này họ làm lại được việc hơn, bởi vì họ làm theo cái khả năng của họ, mà họ không có phải cái sự sợ sệt của những người. Vì biết rằng là khi mà có chủ, khi mà có người quản lý đứng thì mình làm dữ lắm, rồi không có thì chúng ta làm mẫu này làm kia, tức là chúng ta nhiều cái mánh lới ở trong đó để chúng ta được lên lương, được này được kia được nọ, có gì thấy không? Chúng ta đèn này đạp người kia để chúng ta được thăng quan tiến chức vân vân. Nhưng mà cái người mà họ làm tự tại là thì họ về hưu rồi, họ làm mà họ làm cho vui. Họ làm là vì bây giờ tôi không có chuyện gì làm cho nên tôi xin đi làm. Thì những cái này quý thế họ làm trong sự tự tại, và họ làm trong khả năng thật của họ, mà họ không có phải đạp người này, mà họ cũng chẳng có phải nịnh người kia, bởi vì họ làm cho vui, mà người ta đuổi họ cũng chẳng có buồn. Người ta nói là thôi bây giờ anh đi về thì không cần nữa, thì họ đi về cũng về trong sự thoải mái. Vậy thì ý mình ta muốn chia sẻ đây là chúng ta sống làm sao phải giống như những người như vậy, tức là làm việc trong sự tự tại, thì cuộc đời chúng ta nó sẽ ra cái sự đau khổ. Còn mà chúng ta mong cầu nhiều quá, tôi mới vào làm công nhân mà 3 năm sau thì tôi phải lên giám đốc, thì quý vị thấy là như vậy thì bắt đầu là chúng ta khổ rồi đó. Cái khổ là bắt đầu rồi đó. Còn nếu mà chúng ta làm trong sự sống tự tại, làm khả năng của mình, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, sức mình bao nhiêu làm bấy nhiêu, không có làm mà gọi là bán sức. Tức là cái sức quý vị, cái khả năng quý vị, do nghiệp lực cái người của mình nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, sức khỏe bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta ráng làm bao nhiêu đó và chúng ta an phận với cái mà mình có, thì như vậy thì chúng ta tự tại. Còn quý vị thấy rằng có những người, người ta gọi rằng họ trẻ thì bán sức để mua tiền, rồi tới già nó bệnh, bởi vì mình làm nó lao lực đó, làm quá sức đó, tới già nó bệnh thì người ta nói rằng là lấy tiền để mà sức khỏe. Thì chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta không nên là người làm biếng, mà chúng ta hãy có một cuộc sống bình thản, sức mình tới đâu làm tới đó, trí tuệ mình tới đâu sử dụng tới đó, và không
không đập người này đè người kia để trèo lên. Bởi vì trèo lên ghế rồi chúng ta sẽ đau khổ vì chúng ta sẽ tụt xuống ghế. À, thành thử mình hiểu như vậy thì cuộc sống chúng ta nó có một phần tự tại của cái thế gian. À, mình tâm đang nói là tự tại thế gian. À, rồi chúng ta về nhà cũng vậy. Có khả năng thì chúng ta dư tiền chúng ta sắm sửa trong nhà khá hơn, không có thì chúng ta sống theo cái việc mình không có, mà chúng ta đừng có đặt vấn đề là cái nhà thì phải có cái bộ bàn ghế ăn uống, cái nhà là phải có bộ sofa như thế này, cái nhà là phải có những cái đèn như thế này như thế kia như thế nọ, không gì đâu. Thì như vậy là chúng ta sai, là chúng ta hãy vạn pháp tùy duyên. Có khả năng ngủ giường đệm thì ngủ giường đệm, còn không có thì ngủ giường thường 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 thôi. Còn không thì như Việt Nam ngày xưa mình năm nhớ vậy đó, là tối là lấy cái nồi giả nhúng nước lao kia cho nó sạch dưới đất rồi thấy là ngã lưng xuống ngủ cũng sống thôi. À, quý vị thấy không? Thì làm từ cái sự tự tại đây thật sự nó không có khó, mà chúng ta hãy bớt cái chuyện muốn đi. Khi mà mình bớt cái chuyện muốn, chuyện mong cầu thì chúng ta sẽ được cái sự tự tại. Và đó là đôi điều con xin chia sẻ. Và có gì không đúng thì mong sư cũng như quý Phật tử chỉ dạy thêm. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin leo xuống và đi sơn tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Minh Tâm đã chia sẻ cái câu tự tại. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Vinh Minh Tâm, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô Tự Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh, cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cô Tự Duyên có nghe được không? Alo, dạ cô Tự Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Châu Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Châu Nguyễn ơi, à, cô Tự Duyên nghe được rồi, Tự Duyên nghe tốt rồi, Châu Nguyễn cũng nghe luôn, vậy tốt quá. Dạ, giờ trước nhất thì mời cô Tự Duyên, dạ cảm ơn Trần Đạo. Dạ mời cô Tự Duyên, cô có thể lên đọc cái đoạn 10 của Hạnh Phúc Kinh. Dạ hôm nay cô coi âm đường truyền cô có tốt không? Dạ hồi qua thì thấy đường truyền cô trục trặc quá. Dạ nay coi đường truyền cô có tốt không? Dạ cô lên cô thử coi cô. Dạ cái để đọc đoạn 10, đọc xong rồi có thể chia sẻ cái hiểu của mình trong cái đoạn ngày hôm nay là lòng tự tại. Dạ cô tu tập lòng tự tại cô như thế nào, không tốt lắm nhưng mà thử đi cô. Dạ Nhật Quỳnh nhận mic cho cô và Nhật Quỳnh sẽ post bài lại cho cô nha. Nha, sa thú Nhật Quỳnh. Dạ, không biết đã càng có nghe rõ không ạ? Hôm nay anh post của Thị Duyên mến chào Sức Phạm Vượng và vào đạo tràng. Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đỡ mít đi Châu Nguyễn, có thể đọc bài đi Châu Nguyễn. Cô Tự Duyên té rồi. Châu Nguyễn ơi, rồi nhà mời Châu Nguyễn nha.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô Tuệ Duyên, con kính lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc câu Hạnh Phúc Kinh, câu số 10 ạ. Phuthasalo kathamme hi chittang yasana kampati aso kangwirajang khe mang etang mangalamuttamang. Phuthasalo kathamme hi chittang yasana kampati aso kangwirajang chẳng khề mằng ê tăng mằng gà la mút ta mằng phút thát xa lô ca thầm mê hi chít tăng yát xa na cầm bá tí á sô càng quý ra chẳng khề mằng ê tăng mằng gà la mút ta mằng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả 4 điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, dạ thưa cô, con đã đọc xong ạ. Dạ, con không biết hồi nãy, tại hôm nay con vô trễ, nên con không biết mọi người đã đọc hết chưa. Nên con lên con đọc, rồi con xin gửi lại mic cho cô ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con ạ. Con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, sa thủ cảm ơn Châu Nguyễn Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Trần Đạo Nguyên Trang ơi, có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không? Nguyên Trang, Nguyên Trang đâu rồi? Có đang bận tay lắm không? Có thể khui phủi tay cầm mít được không? Nguyên Trang ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Cô Tự Duyên té đau quá rồi. Rồi, mời Nguyên Trang nghe. Nam Mô Bích Thay Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ nghe. Con kính lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Wow, cô kêu con chạy không, con chạy không kịp luôn. Dạ con xin đọc câu pháp cú, con xin đọc câu số 10 của Hạnh Phúc Kinh. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, con cảm ơn cô Metta đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc câu số 10 của Hạnh Phúc Kinh. Phuthasalo thamme hi cittang yasana kampati aso kang wirajang khemang etang manggalamuttamang. Phuthasalo kathamme hi cittang yasana kampati aso kang wirajang quy ra chẳng khề mằng ê tằng mằng ca la mút ta mằng. Phút thát xa lô ca thầm mê hi chít tằng giá xa na cầm ba ti á sô càng quy ra chẳng khề mằng ê tằng mằng ca la mút ta mằng. Một, tâm không vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả 4 điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh vừa đến với đạo tràng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con có đọc sai, con kính mong Ngài sửa cho con ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Con cũng dễ giống Châu Nguyễn nên con không biết
Ai chưa đọc ạ? Dạ con kính mời quý cô chú. Nếu mà quý cô chú nào chưa đọc thì con xin mời ạ. Dạ con cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin xuống mic ạ. Cha, sa thủ kính cảm ơn Nguyễn Trần, hay quá. Sư giảng dạy rồi, tại con nghe tin là đường nét của sư bị thất bại rồi. Ngày hôm qua tới giờ, chưa có nét, bây giờ sư đã có đường nét rồi. Rất là sa thú lành thai. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì con đã thấy lố hết 2 phút rồi. Bây giờ của sư rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức. Dạ, Ngài Trí Đức có thể cho con một tín hiệu Ngài đúc kết bài học ngày hôm nay, rồi thỉnh giảng sư hay là như thế nào? Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh Trí Đức cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con cung thỉnh Ngài cho con một tín hiệu để con dâng mít đến Ngài ạ. Dạ, vậy là Ngài không có cho tín hiệu. Dạ, có lẽ là đã quá giờ rồi nên Ngài không đúc kết chắc. Từng sau mình học tiếp quá. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, còn trước máy không? Hãy làm bổn phận của mình đi Nguyên Trang. Rồi, mời Nguyên Trang nha. Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Metta, cô Trần Đạo đã cho con biết được tín hiệu. Dạ cho con. Dạ không biết mọi người có nghe âm thanh con lại chưa ạ? Hello. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À, cảm ơn Trương Nguyễn. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma đề sa na ya chana ga tha. Brahma chalo ga thi pa ti sa ham pa ti ka tan chali an thi wa ram a ya. Cha tha. San ti tha tap pa ra chak ka cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang. Mba chang. Sắc tham ma phê rin vina yan cha ca yan sút tan chăm tham a phi tham ma chăm măng a cô ta yan tô cha tu sắc cha đan đăng bắp bô tha nay ye ba ri sa ya mặt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhóm vườn lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây,
Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung kính sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay tu tập nội tâm, mục đích đạt đến hạnh phúc. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Dạ, kính chào quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử. Dạ, thì mấy hôm nay đó thì cái đường nét ở đây nó cũng hơi bị trục trặc. Coi như hồi ngày hôm qua là suốt cả ngày là không có làm được. Rồi cái tới tối đó thì nó có nhưng mà nó cũng không có ổn. Nó cũng chập chờn, hồi sáng giờ thì cũng có nhưng mà nó cứ cũng chập chờn. Thành ra nếu mà trong thời pháp mà có gì ngoài ý muốn thì kính mong các ngài cũng như tôi mong tất cả quý vị hoan hỷ cho. Thế đó là lỗi do cái đường truyền. Bây giờ thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp thì cũng xin kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý tu nữ như quý Phật tử chúng ta lắng tâm thanh tịnh hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bài nghĩ bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng chánh pháp sẽ được an lạc hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn an, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì mấy tuần trước thì chúng ta đã học về những để thấy được cái khổ, nguyên nhân của khổ, rồi chúng ta học những cái phương pháp để từ từ xuất ly tất cả những cái phiền não. Thì hôm nay thì chúng ta học cách tu tập nội tâm để đạt đến cái mục đích là đạt đến hạnh phúc. Thì chúng ta cũng biết rằng sở dĩ mà hạnh phúc hay là khổ đau là do cái nội tâm của chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải sửa đổi cái nội tâm để có được một cái an lạc, an tịnh, hướng đến hạnh phúc. Cái hạnh phúc tạm thời để chúng ta vẫn còn sống ở trong thế gian, nhưng mà chúng ta chấp nhận các cái pháp hữu vi, chấp nhận những cái định luật vô thường, khổ, vô ngã, định luật về nghiệp báo, nhân duyên, để chúng ta có sự hiểu biết. Từ đó mà chúng ta làm tất cả phiền não trong nội tâm nó được giảm nhẹ và hướng đến thoát ra khỏi sự khống chế của phiền não. Thì cái cách thức tu tập nội tâm nó trải qua làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là gọi là tạm thời, tạm thời đoạn trừ phiền não, hay là cái giai đoạn này mình gọi là né tránh,
Tại vì đối với những cái người Phật tử cơ, khi chúng ta mới vừa hiểu biết Phật pháp thì về cái trí tuệ và kinh nghiệm tu tập mình á, nó chưa có vững, rồi sự quán sát của mình á, nó cũng còn non yếu, cho nên là lúc đầu á, mình chưa có đủ cái sức mạnh, chưa đủ nội lực để đương đầu với phiền não, cho nên là lúc đầu á phải né tránh đó. Thì ở trong đời sống ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bây giờ mình biết mình còn yếu thế hơn nó đó, thì mình phải né nó, thôi mình nhường nó bước đi. Nhưng mà để gì? Để mình an toàn, để mình cố gắng, để mình tu tập, mình tạo cái nội lực. Thì khi mà né tránh cái phiền não nó có nhiều cách. Ví dụ như khi mà cái phiền não nó phát sanh, mình chưa đủ sức đương đầu nó, thì mình phải dùng những cái Phật ngôn. Mình dùng cái Phật ngôn suy tư chân chánh theo cái lời Đức Phật dạy để mà chúng ta né tránh đó. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta có thể là bỏ nó qua một bên. Ví dụ như bây giờ là nhiều khi mình làm về mệt, mà bây giờ quần áo dơ một lá, mình giặt một bộ, cho nên mình gom mình giấu ở dưới sàn giường đi. Mình để đó rồi tới chừng thứ bảy chủ nhật gì, khi nào mình nghỉ đó, mình đem ra mình giặt. Thì giống như vậy đó, bây giờ mình né tránh cái phiền não bằng cách sao? Giờ mình thấy mình đương đầu nó không nổi, thôi mình né qua bên, mình lấy một bài kinh hay là một cái bài pháp nào đó, cái mình đọc để mình dùng cái đối tượng bên này để mình quên quên cái phiền não đi. Đó là lúc đầu cái người Phật tử sơ cơ chưa có cái đủ sức để đương đầu đối trị với cái phiền não, thì mình phải dùng cái phương pháp là mình né tránh á. Nhưng mà né tránh ở đây không phải là mình để như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái phiền não lúc đầu mình chưa có diệt được nó, mình né tránh đó, thì nó cũng vẫn còn đó, không? Đồ mình mặc dơ mà mình để đó thì nó vẫn còn đó chứ đâu có sạch được. Cho nên đó, là chúng ta phải cố gắng tu tập, cố gắng tu tập bằng cách là học pháp, rồi mình luôn luôn mình có sự suy tư về các cái pháp, về các cái lời dạy của Đức Phật. Rồi chúng ta có thể tu tập thiền định, thiền tuệ để hồi mình tạo nội lực đủ mạnh để đương đầu với cái phiền não. Thì ngay cả khi mà mình tập ngồi thiền vậy, lúc đầu mình mới vừa tập ngồi thiền đó, chừng nửa tiếng là nó đau dữ lắm, phải không? Nhưng mà thay vì mình muốn xả thiền, thì bây giờ mình phải né tránh cái đau. Mình lúc đầu mình chưa đương đầu được với cái đau đớn đó, thì mình dùng qua mình bài đọc bài kinh nào đó, ví dụ như là mình đọc bài Ba Hôn, bài Karani gì đó, thì lúc đó đó mình không quán sát gì cái đau, mình chú tâm vô cái bài kinh. Thì như vậy đó, khi đó mình chú tâm vào cái bài kinh đó, thì cái đau nó từ từ nó giảm xuống. Nhưng mà cái đó không phải là cái phương pháp chủ yếu. Mình lúc đầu vì mình chưa có đủ cái nỗ lực để mình nhìn thẳng vào cái trạng thái đau, để mình quán sát nó, cho nên mình phải né tránh bằng cách là mình dùng cái đề mục khác, mình đọc một bài kinh nào đó, để mình lấy cái bài kinh đó làm đề mục để là mình né tránh cái đau đi. Rồi là cái bắt đầu cái đau nó giảm từ từ nó giảm xuống rồi đó, thì mình trở lại mình niệm nữa đó. Thì lúc đầu chúng ta phải chạy qua chạy lại, chúng ta phải né tránh nó, tại vì mình chưa đủ mạnh. Cho đến khi mà quý vị tu tập quán sát học pháp được một thời gian, thì lúc đó cái nội lực mình nó cũng khá vững rồi đó. Thì sao? Bắt đầu chúng ta sẽ
nhìn vào nó, nhìn vào nó, nhìn vào đối tượng, nhìn vào cái trạng thái phiền não. Thí dụ như Đức Phật nói là khi nào ở trong tâm của chúng ta đó, cái tham muốn nó sanh khởi, mình phải biết, mình phải biết là trong cái tâm mình á, cái tham nó đang sanh khởi. Khi nào trong tâm mình có cái bực bội, khó chịu, sân hận, thì biết là cái sân nó đang có trong nội tâm chúng ta. Rồi khi nào mà cái tâm nó giả dười, lười biếng, lờ mờ, cái quyết định của mình không không cái trí tuệ, mình không có sáng suốt, mà không có quyết định được cái việc gì hết á, thì lúc đó là gọi là cái tâm nó bị hồn ám, si mê đó. Thì nhờ chúng ta tu tập, rồi chúng ta phân biệt, chúng ta nhìn, thì chúng ta sẽ thấy được cái phiền não nó phát sanh, để rồi chúng ta có sự đối đầu, để đối diện với phiền não, để mình biết cái nội lực mình tu tập cỡ nào. Nếu mà mình chưa chống đối nó nổi á, thì cũng vậy. Mình nếu mình thấy mình nội lực mình nhìn nó mà nó chưa mất á, thì bắt đầu sao mình phải phải né nó, né nó từ từ để mình tu tập càng lúc cái trí tuệ, kinh nghiệm và cái nội lực mình nó mạnh lên. Muốn cái nội lực mạnh lên thì luôn luôn chúng ta phải giữ cái tâm luôn luôn quân bình, sáng suốt trong cái đời sống. Rồi khi mà chúng ta tỏa thiền, thì chúng ta cũng cố gắng hay biết một cách rõ ràng, ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng, nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, rồi các cái pháp nó diễn trình của nó ra sao ra sao, mỗi cái cho mình đều biết. Trong đời sống vậy, khi mà các cái công việc mình làm, thì mình hiểu rõ cái thời điểm mình đang làm cái việc gì, rồi nó như thế nào, chúng ta ghi nhận rõ. Thì càng lúc khi mà cái chánh niệm chúng ta mà càng giữ, nó liên tục nhiều được chừng nào, thì chúng ta sẽ làm cái nội lực của cái tâm của chúng ta nó mạnh lên chừng đó. Sở dĩ mà chúng ta bị phiền não nó quật ngã, tại vì hồi đó giờ đó mình để cho phiền não nó làm chủ, nó khống chế cái tâm của mình. Còn bây giờ mình mới bắt đầu mình tu tập, thì bây giờ á, cái sức mạnh của nó mình đâu có đương đầu nổi nó, cho nên á, có nhiều khi mình cố gắng mình tập trung mình niệm, nhưng mà mình cũng vẫn còn bị phóng tâm. Rồi trong lúc mình làm đó, mình cũng cố gắng để mình hay biết, nhưng mà hồi rồi bắt đầu cái tâm nó lại chạy đi. Thì cứ cố gắng, chúng ta dùng cái trí tuệ, để từ từ từng bước để mình đương đầu để đối trị với phiền não. Thì khi nào mà quý vị giữ cái tâm chánh niệm sáng suốt mà liên tục như vậy đó, thì đến một lúc mình có cái nội lực mạnh, thì mình khi cái phóng tâm hay là hoặc là các cái phiền não nó sanh khởi, mình nhìn vào nó, mình chỉ cần nhìn nó thôi, mình hiểu biết rõ ràng, là bây giờ cái trạng thái tâm nó đang sanh khởi như thế nào mình biết, cái diễn trình nó xa ra sao ra sao mình biết, từ lúc nó sanh rồi nó diệt gì đó, mình biết rõ ràng một cách như vậy á, thì sao lúc đó quý vị chỉ cần phiền não vừa sanh khởi lên, mình chỉ cần nhìn thôi là nó sẽ biến mất. Cho nên là có những lúc mà khi mà cái nội tâm mà của các cái vị thiền sinh mạnh lên rồi đó, thì chỉ cần khi mà phóng tâm, mình vừa hay biết phóng tâm, thì bắt đầu cái chánh niệm nó sẽ trở lại vậy thôi, chứ mình không cần niệm phóng tâm nữa. Khi mà nó cái tâm mình nó vừa chạy theo bên ngoài, mình cần biết là mình đang phóng tâm, thì tự động cái chánh niệm trí tuệ sáng suốt nó trở lại. Đó là cái lúc mà mình đã có cái nội lực khá vững vàng rồi, mình đủ sức để mà chế ngự cái phiền não. Nhưng mà ở đây là những đối với những cái phiền não nó cũng còn tương đối nhẹ,
Còn quý vị biết rằng khi mà vào thực hành á, có những lúc những cái phiền não mà nó mạnh á, nó cũng có thể quật ngã mình như thường. Nhưng mà là lúc này cái nội lực mình cũng khá khá rồi. À, với những cái phiền não mà bình thường á, là mình cũng đủ sức. Còn những cái phiền não mà nó mạnh mẽ, nó sâu kín á, có những lúc nó bùng phát lên, à, mình cũng chưa đủ sức để mà đương đầu đối trị với nó. Nhưng mà mình biết, mỗi lúc như vậy đó, cái tu tập mình đến cái mức độ nào thì mình sẽ cảm nhận, mình biết, à, biết cái điều đó. Và mình không ngừng cố gắng, à, để, à, giữ chánh niệm, à, và luôn luôn là chúng ta phải có sự, à, quan sát, ghi nhận rõ ràng, à, thì càng lúc cái nội lực, cái trí tuệ và cái chánh niệm của mình càng lúc nó càng mạnh lên, à, cho đến khi nào mà chúng ta đạt đến, à, cái tăng thượng tâm, à, tăng thượng tuệ, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ đó, thì lúc đó đạt đến cái thánh quả thì mới gọi là nhờ cái tuệ giác, à, nó mới sát tuyệt được cái phiền não. Nhưng mà nó sát tuyệt theo từng bước, à, thí dụ như khi mà cái vị mà đạt đến Tu Đà Quần thì mới chỉ đoạn trừ được ba cái hạ phần, à, kiết sử, à, thì từng bước lúc đó đó, khi mà chúng ta xác biệt được thì cái phiền não này nó sẽ không sanh trở lại. Còn, à, chúng ta lúc đầu là chúng ta né tránh, hay là hoặc là tạm thời, à, mình dùng các cái phương pháp khác đó, thì cái phiền não nó tạm thời nó lắng dịu, à, giống như là gọi như là đá đè cỏ, à, khi mà chúng ta, à, chú tâm vô học kinh, hay là hoặc là, à, tu tập theo các cái chi thiền, à, thiền định, thì tạm thời các cái chi thiền hay là cái, à, sự chú tâm mình vào trong học pháp đó, nó tạm thời nó đè nén, à, cái phiền não. Nhưng mà khi nào mà mình xả thiền, à, khi nào mà mình không còn học chú tâm trong cái học pháp nữa, thì, à, phiền não nó cũng sẽ nhảy bổ ra. À, cho nên là từng bước chúng ta tu tập, à, học pháp rồi suy tư, à, trí văn trí tư, rồi chúng ta tu tập, à, rồi trong đời sống chúng ta nỗ lực cố gắng, à, luôn luôn giữ cái tâm quân bình sáng suốt, à, thì dung bồi cái trí tuệ càng ngày nó càng mạnh lên, à, đến một lúc á, là trong khi đi, à, trong khi đứng, trong khi ăn uống, chúng ta có sự giữ tâm một cách sáng suốt, không để cho cái tâm, à, khởi lên những cái phiền não, à, tham sân, à, thì lúc đó gọi là giới tâm thượng, là tại vì nó không có nghĩ về những cái tội lỗi, cái phiền não, à, thì tạm thời các cái giới nó được giữ vững, à, để sát trừ phiền não. Rồi, à, tâm tăng thượng là chúng ta giữ vững, à, cái tâm chánh niệm của mình, à, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, cho đến khi mà chúng ta đi kinh hành hay là chúng ta tọa thiền, thì vẫn cái tâm vẫn định một cách mạnh, gọi là tâm tăng thượng. Rồi cái nhờ có cái giới tăng thượng, tâm tăng thượng, thì bắt đầu nó sẽ đưa đến cái tuệ tâm thượng, à, cho nên nó phải đi từng bước, à, lúc đầu là chúng ta phải, à, né tránh để đoạn trừ, rồi bước thứ hai á, là mình cố gắng nỗ lực tu tập để coi như là mình dùng cái phương pháp, à, tạm thời để đoạn trừ,
để tạm thời để đoạn trừ các cái phiền não. Và khi mà chúng ta cố gắng tu tập đạt đến cái tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, lúc đó đạt đến các cái tầng thánh quả, thì tùy theo mức độ của cái sự nỗ lực tu tập, từng bước chúng ta sẽ sát trừ các cái phiền não, đem đến một cái đời sống hạnh phúc, nội tâm an tịnh. Và như vậy thì quý vị nỗ lực tu tập là đã đạt đến cái mục đích cuối cùng, hưởng được cái hạnh phúc. Mặc dù là những cái vị thánh hữu học thì cũng vẫn còn sống trong thế gian, nhưng mà phần nào đó là chúng ta cũng giải thoát được những cái phiền não, cũng hưởng được một cái hạnh phúc an lạc, và cái đời sống của chúng ta đó nó đã có thể là sắp sửa kết thúc cái dòng sanh tử luân hồi. Thì cái vị mà tu đạt đến tu đạo quần ấy, thì chỉ còn tái sanh nhiều lắm là 7 kiếp, thì vị này sẽ đạt đến cái thánh đạo A La Hán. Và những thánh hữu học thì quý vị cũng học trong kinh rồi đó, là không bao giờ còn rơi vào bốn khổ cảnh. Con đường mà rơi vào bốn cảnh khổ là đã được đoạn tuyệt, chấm dứt, hay là người ta gọi là đóng kín hoàn toàn. Thì như vậy đó là gọi là cái việc cần làm mình nó cũng tạm thời đạt được, cho đến khi nào mà quý vị cố gắng nỗ lực tu tập cho đến thánh đạo A La Hán thì mới gọi là việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Hay là ở trong nhiều bài kinh, các vị thánh đã đọc lại những cái câu kệ ngôn, giống như con voi đực mà đã đứt các cái xiềng xích. Có gì không? Lịch sử mọi câu chuyện quan trọng đó, có cái xe đó nó sau một con thiếu 150 triệu đồng, ngày mai con đi bán con đưa sư lại, cảm ơn sư, thank you so much, để ngày mai là mốt nha con, cảm ơn sư, cảm ơn sư, tốt quá. Thank you so much, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, không biết là đạo tràng còn nghe được không ạ? Dạ, không biết là quý vị đã nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Tệ Duyên.
dạ dạ tại nó đường truyền nó hay lâu lâu nó hay bị rớt. Dạ, thành ra cùng mong quý vị quan hỷ thông cảm ha. Thì cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta đó để hướng đến cái con đường giải thoát, nhưng mà đó khi chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng thực hành các cái pháp thì mình cũng nếm được một chút hương vị khi mà cái tâm mình đã được an tịnh, quân bình, sáng suốt, thoát khỏi cái sự khống chế của phiền não, thì cái đó lúc đó, đó là mình cũng được cái hạnh phúc mà nó chưa có tuyệt đối, nó còn phải rớt lại, nó còn sự khống chế của phiền não, cho nên đó, là chúng ta không có dễ vui, chúng ta đừng có nghĩ là cái mình tu như vậy là mình mạnh mẽ rồi, thì có đôi lúc chúng ta sẽ bị cái phiền não nó quật ngã, mà chúng ta biết rằng mình còn phải tu tập, mình còn phải nỗ lực rất là nhiều, thì mới đủ sức để đối đầu, để mà diệt trừ phiền não. Cho nên là khi mà chúng ta đạt những cái trạng thái an lạc, những cái phỉ lạc, thì chúng ta đừng có bằng lòng với các cái phỉ lạc phát sanh, mà đó cũng là pháp, nó đưa đến cái sự an lạc nhưng mà tạm thời, chưa phải là diệt trừ hết tất cả cái khổ đau. Chúng ta phải hiểu biết như vậy đó, để mà chúng ta nỗ lực tu tập. Cho nên trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật cũng dạy á, cái người mà tinh tấn như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn đó. Nếu mà trong đời sống chúng ta cố gắng gìn giữ cái tâm chánh niệm, trí tuệ sáng suốt, thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái trạng thái an vui. Nhưng mà chúng ta đừng có bằng lòng, đừng có thỏa mãn với cái sự tu tập của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị đứng chừng ngang đó thôi. Còn nếu mà chúng ta biết, chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tiếp tục tu tập, giống như con ngựa mà nó cố gắng hết sức để nó chạy về đến đích, thì lúc đó khi mà chúng ta chứng đạt được các cái thánh đạo, thánh quả, thì mới gọi là tạm thời hoàn thành cái công trình tu tập, cho đến khi mà chúng ta đạt đến Niết Bàn lần thứ tư, tức là đạo quả A-la-hán, thì lúc đó mới hoàn thành cái công trình tu tập, và chúng ta đạt đến cái hạnh phúc an vui tuyệt đối. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật ở trong các bài kinh, giống như cái bài kinh 38 điều hạnh phúc, thì chúng ta cũng trải qua những cái hạnh phúc của thế gian, mặc dù là cũng còn ở trong cái dòng sinh tử luân hồi, nhưng mà nhờ có những cái kiến thức, những cái gì chúng ta biết, rồi chúng ta cũng có một cái sự an ổn, rồi từng bước chúng ta tu tập cái nhân, nhưng mà nhờ chúng ta học pháp, hiểu pháp, thì trở nên một cái phàm nhân, nhưng mà có một cái kiến thức hiểu biết về Phật pháp, rồi dịch các cái giới được trong sạch, rồi gìn giữ cái nội tâm của mình cho được sáng suốt quân bình, thì từng bước lúc đầu của chúng ta cũng bị phiền não nó quật ngã, té lên té xuống, nhưng mà rồi mình ráng tu tập một thời gian để rồi mình hiểu biết được và mình có đủ cái nội lực, đủ cái niệm tuệ để mà đấu trừ với phiền não, nhưng mà cũng chưa phải là vững đâu, nó cũng quật ngã mình, nó cũng, nhưng mà dù sao nó cũng đỡ hơn cái lúc mà mới tập,
Đó, cho nên chúng ta đừng có nản chí. À, mỗi khi chúng ta bị phiền não nó quật ngã thì chúng ta phải kiên cường hơn nữa. À, chúng ta càng nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa thì một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ đạt đến thành công, hưởng được cái sự an lạc tuyệt đối và hướng đến cái mục tiêu cao cả là diệt trừ tất cả những cái phiền não từ hạ phần kiết sử cho đến thượng phần kiết sử, để hướng đến cái hạnh phúc an vui tuyệt đối. Thì lúc đó là chúng ta hoàn toàn thoát khỏi cái khống chế sai sử của phiền não, và chúng ta thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Lúc đó thì mới gọi là cái hạnh phúc cao thượng. Thì cũng qua hôm rồi thì quý vị cũng học cái 38 điểm hạnh phúc, thì sư cũng xin dựa theo cái bài học, rồi cũng thấy trong kinh cũng có những cái cách thức dạy hướng dẫn để cho Phật tử chúng ta có điều kiện để lần hồi, để mình diệt trừ phiền não từng bước để đạt đến cái sự an vui. Thì với cái phước báo này thì cũng kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang Bồ Đề tâm kiên cố, cũng kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử luôn luôn có một cái niềm tin vững vàng, tin vào cái nội lực, cái khả năng để mà chúng ta học pháp, để đủ sức để đối trị đương đầu với phiền não. Tạm thời mình cũng được an lạc đôi chút, có sự an lạc đôi chút để chúng ta nỗ lực tiếp tục tu tập cho đến khi nào mà chúng ta đạt đến cái mục tiêu cuối cùng. Thì cầu mong tất cả quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, an vui, trí tuệ sáng suốt để thực hành theo lời Đức Phật dạy. Cầu mong tất cả đều an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ thì bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như ngài Trí Đức, và mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm tu tập để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Dạ, nếu có gì sơ thất thì cũng xin ngài Trí Đức quan hỷ cho, tại vì có đôi lúc cái đường truyền nó cũng không ổn định, cho nên mấy ngày hôm nay con cũng không có vô room để hỗ trợ. Xin ngài quan hỷ và xin tất cả đạo tràng cũng quan hỷ cho. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhà sa thủ thành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy. Cái đề tài hôm nay là tu tập nội tâm, mục đích đạt đến hạnh phúc. Và chúng con một lần nữa thành kính lãnh lễ tri ân sư. Và mặc dù đường nét rất là khó khăn, sư cũng cố gắng đi vào đăng tràng để chúng con được thính pháp và để nghe những lời của Đức Thế Tôn đã để lời, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và cảm ơn Xích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin thay mặt đại chúng tông rung cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thanh dùng tạm tách nước ở chân lý thiền viện để chờ đạo tràng có những câu thảo luận. Xin sư giải thích giùm ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cô tự duyên bây giờ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Bây giờ thì qua cơ hội đọc hạnh phúc kinh rồi. Bây giờ cô có thể theo cái bài pháp của Thượng tọa Pháp Thanh, cô có câu hỏi hoặc có ý kiến gì không cô? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cô tự duyên bây giờ đường truyền đã được ổn chưa? Dạ, có thể cầm mic được không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu
Dạ, vậy là cô Tuệ Duyên không có trước máy rồi. A Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, dạ, mời tất cả quý vị có thể đặt câu hỏi trong cái đề tài của Thượng Tọa Pháp Thanh, hoặc có thể chia sẻ cái hiểu biết mình trong cái đề tài của sư vừa giảng ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, lúc nãy giờ con cũng thấy Ngài Trí Đức cũng chạy ra chạy vô cũng rất là nhiều lần. Dạ, hôm nay hai ngày nay rồi đường truyền nó không có ổn định, và dạ, thành ra ít có người được vào nghe pháp, và nghe thì nó lại không có ổn. Rồi học online cũng chạy mất tiêu rồi, không biết là không nghe hay sao rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, Nhật mình kính mời bằng tay quý vị ạ. Mời quý vị có thể đặt câu hỏi và có thể chia trong cái đề tài của sư vừa giảng ạ. Dạ, con không thấy có vị nào đưa cái bàn tay xinh đẹp của mình lên hết, bà sư. Dạ, hiện giờ không có ai, thí sư không có người hỏi cho con thắc mắc chút, bà sư. Dạ, trong cái bài pháp ngày hôm nay của sư cũng như cái lúc nãy tụi con học câu hạnh phúc kinh khê măng và lòng tự tại, trong cái bài pháp của sư thì sư nói mình phải tiến lên, mình tu mình phải tiến lên chứ không phải mình cứ nằm ì một chỗ. Và thì sư cho con hỏi thí dụ như mình một người Phật tử đi, dạ, một người Phật tử như con đi, là con thường ước nguyện là mình nếu mà đủ cơ hội, đủ điều kiện, mình có thể đến thăm những nước quốc giáo, ví dụ như Ấn Độ hoặc Tích Lan hoặc Miến Điện, những thánh tích của Đức Phật và những vị thánh tăng. Dạ, nhiều vị lắm, bị lắm mà sư. Dạ, nhiều, nãy giờ con thấy Ngài Trí Đức cũng chạy ra chạy vô nhiều lần rồi đó bác sư. Trong lúc sư giảng bài đó, dạ, con thấy cũng Ngài cũng chạy ra chạy vô. Dạ, thì câu hỏi của con á, là người Phật tử mình tu mình có quyền ước nguyện hay không, có thể để ước nguyện để mình đi lên không, hay là mình tu như lục bình trôi để mình được tự tại, bạch sư. Dạ, như lục bình trôi chạy nó trôi tới đâu nó trôi, mình không cần ước nguyện gì hết, mình cứ tu đi. Mà giờ nếu mà tu á, mà mình không ước nguyện á, thì mình tu cái gì đây bạch sư? Dạ, sư cho con hỏi, sư dạy dùm con coi. Ví dụ giờ mình tu mà mình thấy là những lời Đức Phật dạy, những thánh tích, thì như con á, thì con ước nguyện mình phải cố gắng, mình phải đi đến đó một lần, để tai mình đã nghe rồi thì giờ mắt mình phải thấy, và dạ, thấy những cái cảnh đó, để chi, để có cái niềm tin với Đức Phật, với giáo pháp và với đến chư tăng. Thì như vậy mình có nên hay không, như vậy mình có tự tại không bạch ngài, à bạch sư? Dạ, sư chỉ dạy dùm cho con cách tu tập sao để mình vẫn tiến lên mà mình vẫn có lòng tự tại. À, Nam mô Bụt Thầy, dạ, con kính nhân bích thánh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Thamaya, dạ. Nam mô Sanghaya, dạ. Cả kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào quý tôn nữ và tất cả quý Phật tử. Thì cái điều kiện chúng ta đi đến bốn chỗ động tâm, nơi Bồ Tát đản sanh và Bồ Tát thành đạo, rồi Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật niết bàn. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta đến các cái thánh tích đó thì cũng rất là quý. Vì khi mà trong cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có thấy được tận mắt, có nhiều lúc mình cũng còn hoài nghi. Mà quý vị biết rằng khi mà đạt đến cái tu ra quần á, thì phải diệt trừ được cái hoài nghi. Mà cái quan trọng là hoài nghi về Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng. Khi mà chúng ta đi đến được cái nơi mà Bồ Tát ra đời, rồi cái nơi mà Bồ Tát đã chiến thắng ma vương để đạt đến cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, nơi mà Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên
đến năm vị đạo sĩ Kiều Trần Như, à, nơi mà Đức Thế Tôn vô dư niết bàn. À, thì khi mà chúng ta đi đến tận nơi đó, à, thì cái tâm, cái niềm tin của mình, thật ra mình cũng còn phàm phu, nhưng mà ít ra đó, khi mà chúng ta đến tận nơi đó thì cái niềm tin của mình được củng cố. À, chính nhờ có cái sự củng cố vững vàng này đó, à, cái hoài bão, à, cái chí nguyện mình nó mới mạnh mẽ. À, như mà đó, nếu mà những người mà không có điều kiện, à, thì qua những cái hình ảnh, qua cái lời kể của những người bạn đạo, của các vị thầy tổ, à, thì cũng mình cũng có thể xác lập được cái niềm tin của mình. À, chứ không cần phải phải mà nhất thiết, nhưng mà nếu mà chúng ta giống như là người con, à, đi theo cái dấu chân của ông bà cha mẹ, à, giữ gìn cái truyền thống, à, nếu mà một ngày nào đó mình được về cái quê cha đất tổ thì cũng nên về. À, còn nếu mà chúng ta tại vì công việc làm ăn phải xa xứ thì mình ráng, mình cố gắng, mình giữ vững cái truyền thống tốt đẹp của cha ông như vậy là cũng quý. À, rồi cái thứ hai là cô Nhật Quỳnh hỏi về cái hoài bão. Thì ở đây á, cái hoài bão, cái ước nguyện để giải thoát nó khác với cái mong muốn, mong cầu của cái các cái thầm ái trong thế gian. Cho nên á, thì quý vị thấy rằng á, trải qua cái thời mà kỳ Đức Phật còn là Bồ Tát, thì Ngài phải có một cái chí nguyện, à, một cái chí nguyện kiên cường, à, hướng đến cái con đường giải thoát. À, Ngài làm tất cả các pháp độ, à, với một cái chí nguyện mạnh mẽ là mong đạt đến cái đạo quả giải thoát cao tột, chánh đẳng chánh giác, để có khả năng, à, thuyết pháp, à, để tế độ tất cả những chúng sanh hữu duyên. À, thì cái hoài bão, cái chí nguyện của mình á, nó mới là cái ngọn đèn nó hướng mình đi tới. À, còn nếu mà mình tu tập mà mình không có cái chí nguyện mạnh mẽ, không có cái hoài bão trong cái đời sống á, thì mình rất là lơ là, dễ vui. À, mà cái điều này á, khi Đức Thế Tôn sắp sửa mà vô dư niết bàn, Ngài nó căn dặn một điều là dù là bậc xuất gia hay là tại gia không nên dễ vui. À, cái điều cốt yếu, cái lời di huấn tối hậu khi mà Đức Phật vô dư niết bàn là dù là chư tỳ khưu hay là cận sự nam, cận sự nữ, nếu mà mình chưa đạt đến thấp nhất là cái tầng thánh Tu Đà Hoàn á, thì mình nỗ lực rất nhiều, à, để tu tập, à, không nên chảnh mãn dễ vui. À, thì cái đạo quả nó mới đến với mình. À, tại vì á, cái đạo quả thì không thể nào mà tự nhiên ở trên trời mà rớt xuống được. Nếu mà chúng ta mà tu cầm chừng, rồi tu mà không có sự cố gắng, nỗ lực, à, kiểu mà người ta nói ở ngoài thế gian sao, lơ lơ vừa chơi vừa tụng á, thì cái kiểu mà tu để qua ngày qua bữa, à, tu kiểu đó thì biết chừng nào nó mới đạt đến. Giống như mình chụm cái nồi cơm, ha, mình chụm cái ấm nước mà anh hồ cái mình đút củi vô cho nó cháy phần, rồi cái mình bỏ mình đi, à, nửa tiếng, một tiếng sau mình trở lại thì mình nấu cái nồi ấm nước biết chừng nào nó mới sôi. Còn nếu mà nấu cái nồi cơm đó thì thôi, cái nồi cơm hết ăn được, tại vì mà cứ hồi thì nước nó nóng, còn hồi thì nó nguội ngắt, thì cái nồi cơm nó
nó sình, nó sượng lên, đâu có ăn được. Đó, cho nên cái việc tu tập cũng giống như mình nấu ấm nước vậy đó. Mình không cần phải đốt lửa vân vân, mà mình cứ chụm lửa từ từ, giữ cho cái ngọn lửa nó đều. À, thì một lúc nào đó, một thời gian đủ, thì ấm nước nó sẽ sôi. Thì có những cái dục mà mình phải tránh xa, như là những cái dục để mà tham muốn hưởng thụ sắc thinh vị xúc ở thế gian thì mình phải loại trừ. Tại vì đó là những cái phiền não, nó làm cho tâm mình mê mờ ô uế, thì những cái tham muốn nó phải loại trừ. Nhưng mà cái tham muốn thực hành pháp, học pháp, hành pháp là cái này, điều này hướng đến cái điều thiện, hướng đến cái sự giải thoát, thì mình phải dung bồi. Thì trong cái tứ chánh cần đó, thì mình đã lời Đức Phật dạy đó, những cái bất thiện pháp nào nó đã sanh thì phải cố gắng diệt trừ và không để cho nó tái sanh trở lại nữa. Còn các cái thiện pháp nào đó mà nó chưa có thì mình phải tạo điều kiện để cho nó có. Vào sau khi các cái thiện pháp nó khởi sanh rồi đó thì phải gìn giữ, dung bồi cho các cái thiện pháp càng ngày nó càng trưởng dưỡng mạnh mẽ. Cho nên á, có những cái tham ái thụ hưởng trong ngũ trần thì chúng ta phải từ bỏ, nhưng mà cái hoài bão, cái chí nguyện mong muốn trên cái bước đường mà thiện tốt đẹp cao quý thì chúng ta phải có cái chí hướng của mình chứ, phải có cái bà hoài bão. Rồi mình không phải là mình mong cầu không, mà tại vì một cái người học sinh mà cứ ngồi mong cầu không á thì đâu có thi đậu được. Mình có mong cầu nhưng mà mình phải có sự nỗ lực thực hành nữa. Mình mong cầu sớm giải thoát nhưng mà mình không chịu thực hành thì cái mong cầu mình nó đâu có thành hiện thực. Chí nguyện nhưng mà phải có sự nỗ lực quyết tâm để thực hành, học pháp, hành pháp, trí văn, rồi trí tư, rồi mới đạt được cái trí tu. Thành ra trong đời sống thì chúng ta phải có một cái hoài bão, cái mong muốn, cái chí nguyện. Thì ở trong các pháp độ nó là Atthithana. Chính cái quyết định này nè, cái hoài bão này nè, nó sẽ hướng dẫn mình đi. Những người mà sai lầm tà kiến thì họ cái hoài bão họ không tốt đẹp, không có hướng đến cái sự giải thoát, mà hướng đến gì? Hưởng dục lạc, dục trần của nhân giới, thiên giới. Còn chúng ta đó thì cái hoài bão, cái niềm tin, rồi cái chí hướng của mình là hướng đến cái con đường để đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc, cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính chúc chư tôn đức pháp thể căn ngang, và chúc quý tu nữ cũng như chúc cô Nhật Quỳnh nhiều sức khỏe, an vui, tạo được nhiều cái thiện sự tốt đẹp trong đời sống. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư giảng giải thì con đã hiểu được. Mình tu tập thì mình phải có sự mong cầu và ước muốn để mình đi làm những cái thiện pháp. Chứ nếu mà mình cứ cầu an có nghĩa là thôi tu từ từ
và tu từ từ, rồi cháu nó nhừ thì không biết đến đường nào mình mới đắc được cái đạo quả thấp nhất là tu đầu quần. Và con tri ân sư rất là nhiều luôn. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời chị Meta, mời Xích Trần Đạo, mời Nguyên Trang, và mời Xích Kim, và mời cô tu nữ Tệ Duyên, và mời Đạo Tràng có thể có những câu hỏi trong cái đề tài của sư đưa ra, hoặc là có cái ý kiến như thế nào trong bài giảng của sư không ạ? Dạ, kính mời Đạo Tràng ạ. Dạ, mời chị Meta. Chị Meta có trước máy không chị? Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, chị Meta có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Cô Tệ Duyên bây giờ có thể đưa tay được không? Nãy giờ Nhật Quỳnh cũng thấy cô té lên té xuống. Dạ, cô Tệ Duyên ơi, có thể nhúc nhích gì được không? Nhật Quỳnh buông mít nha, để có thể cô có thể cầm mít được nha. Vậy là cô mà nghe bằng điện thoại có nghĩa là cô không cầm mic được phải không? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ, kính mời Quỳnh Minh Tâm. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe. Dạ xa thú xa thú. Dạ qua cái việc mà sư vừa chia sẻ vấn đề nấu nước, nấu cơm, tức là giống như chúng ta hành thiền Vipassana mà chúng ta hành chơi chơi á, thì không bao giờ nó sôi. Nhưng mà thưa sư ở đây cái vấn đề cái đó là sư nói trên con đường dạng người Phật tử đi đúng đường, tức là chúng ta chạy liên tục trên cái con đường tứ niệm xứ, thì nó rất là xa thú. Nhưng mà thưa sư, đối với người Phật tử sơ cơ thì do hiện nay trên thế gian thì pháp môn của đạo Phật tức là điều thờ Đức Phật hết thì nó cũng hơi nhiều. Thì ở đây ý của con muốn nói là coi như đối với người Phật tử đó thưa sư, có nhiều người họ hành thiền rồi do họ rất là tinh tấn, họ nấu nước là coi như rất là sôi, nhưng mà cả con cái họ đi sai cho nên họ thành gọi là họ tôn giống như tôn ngũ nghĩa, tức là họ bị tấn. Nhưng mà những người tấn này thật sự ra họ cũng rất là tinh tấn thưa sư, họ cũng nấu dữ lắm. Thì thỉnh sư giảng dạy sâu thêm cho người Phật tử hiểu rằng là khi nào mà mình phải cần cái sự nấu nước sôi liên tục sư sư, và có những lúc chúng ta cũng phải thăm chừng thăm chừng là khi mình nấu cái này nó có lợi lạc gì hay không, chứ không phải là cái nước nào chúng ta cũng đổ vào chúng ta nấu cho nó sôi. Bởi vậy rất là nhiều thiền sinh tức là sau khi mà nấu sôi mà cuối cùng thì coi như không thành đệ tử Phật mà đệ tử của Tôn Ngộ Không là coi như tiêu luôn. Nhà tỉnh sư giảng dạy cái điểm này. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì thật sự ra đó, bây giờ á, là ngay từ thời Đức Phật còn hiện tiền thì Đức Phật đã cảnh tỉnh mình rồi. Trong cái lời dạy của Đức Phật đối với người dân ở xứ Kala Má, hoặc là trong những cái bài kinh gọi là Pháp Kính, Đức Phật đã bảo mình là phải dùng trí tuệ suy xét rõ ràng những cái điều gì mà người ta nói, ta nói là những cái điều này là của Đức Phật dạy, điều này là tôi nghe từ kim khẩu của Đức Phật, điều này là tôi đọc trong kinh của Đức Phật. Nhưng mà mình không dội tin,
cũng không dội bỏ. Chúng ta hãy dùng trí tuệ sáng suốt, xem xét cẩn thận, giống như cái người mà thợ giàn đó. Bây giờ rất nhiều người mạng nó đeo vàng quá trời á, nhưng mà mình nhìn trên hình mình có biết cái vàng đó là vàng thiệt hay là vàng giả. Rồi á là nhiều vị thiền sư ở trên mạng bây giờ quá trời rồi luôn, đủ thứ là pháp môn này pháp môn khác, nhưng mà mình phải xem xét cẩn thận, mình xem xét bằng trí tuệ, rồi mình so với kinh, so với luật, mình so trong bài kinh tứ niệm xứ, coi những cái phương pháp thực hành này nó có khế hợp không, chứ không phải là nghe ta nói rồi mình dội vàng mình tin. Cho nên á, Đức Phật đã cảnh tỉnh, giống như mình phải cẩn thận, mình chà sát nè, và chí là mình phải cắt cái thỏi vàng đó ra để mình mới thấy được là nó đúng phải là vàng thật hay không. Không thấy người ta đưa ra mình nói là vàng là vàng, đâu phải vậy. Cho nên á, chúng ta phải có cái sự thử nghiệm qua chính bản thân mình. Khi nào mình thử nghiệm mà mình thấy cái này khi mình hành nó đem đến cái sự an ổn, an lạc, và nó đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, chứ đâu phải mình nhắm mắt mình tin. Ngay cả quý vị đi đến những cái xứ quốc giáo đi, ở Miến Điện, ở Thái Lan cũng có những cái trường phái mà họ cũng là Phật giáo, nhưng mà đâu phải đi đúng theo cái con đường chánh pháp. Cho nên á, mình không có nhắm mắt tin càng. Có nhiều khi họ tuyên bố là 7 ngày đắc quả, 3 ngày đắc quả, nhưng mà đều có phải thật hay không. Chứ không phải mình nghe vậy mình nhào vô mà mình tu tập để mà mình mong cầu mình đắc quả. Đắc đâu không thấy, đắc toàn là phiền não, bị gì cái tham muốn, cố gắng tu tập 7 ngày đắc quả, 3 ngày đắc quả, rồi nó đóng kêu đóng tiền đóng bạc gì đó mình cũng đóng vô. Thành ra đó, cái đó là nó không đúng theo cái lời Đức Phật dạy. Cho nên mình phải khéo léo, mình suy xét, quan sát đâu đó, rồi mình thực hành, rồi mình so với kinh, so với luật, so với những cái bài kinh lời dạy của Đức Phật, để mình mới xác định được nó đúng hay là nó sai. Rồi á, mình tu cũng vậy, nếu mà mình đi đúng cái con đường chánh pháp á, mình tu á cũng không phải là cứ bằng đốt lửa phừng phừng là nó cũng được. Tại vì cái giáo pháp của Đức Phật dạy là con đường trung đạo, chúng ta cố gắng nỗ lực nhưng mà không quá cố gắng. Tại vì mà khi mà chúng ta cố gắng quá sức á thì nó cũng trở thành một cái phiền não bất thiện. Tại sao? Tại vì lúc đó toàn là cái tâm tham không à. Mà khi mà tham không được thì sân. Cho nên á, sở dĩ mà những cái người đó đó họ bị khùng là gì á, cái tham muốn quá mức, cái mong cầu quá mức đi. Cho nên mà khi mà không đạt được á thì bắt đầu cái tâm nó bực bội, nó sân hận, nó bị căng thẳng. Hay là nói theo cái y khoa thời hiện tại là hoặc là nó bị khủng, tức là lúc đó cái thần kinh nó không còn được bình thường nữa đó, thành ra cái phương pháp đó là nó sai rồi. Ở đây chúng ta cố gắng nỗ lực nhưng mà từng bước, không có phải mà ào ào như là chạy 100 mét, mà cũng không có dễ vui chảnh mạng, tức là cứ thông thả chạy đều. Còn không phải mà chạy nước rút để rồi nằm thở, mà cũng không phải dễ vui,
lo ngắm hoa ngắm cảnh, ngắm nghía làm thơ rồi ca nhạc rồi, cũng không đúng. Mà mình biết cái con đường của mình phải tiến bước như thế nào, chậm đều chắc. Như nãy cô Nhật Quỳnh nói đó, từ từ rồi chắc cũng như. Thì bây giờ á, cái thời buổi hiện đại này nè, giống như mà cô Nguyên Trang, cô Nhật Quỳnh mà nấu cháo á, có cái bếp điện, cái nồi cơm điện đồ đó, thì mình cắm vô mình bỏ đó, mình không coi chừng á, thì từ từ nó như. Chứ còn mà như mà nấu than, nấu củi mà kiểu mà như là nấu củi hay nấu rơm á, mà mình chụm lửa lên mình bỏ đó, mình chạy công chuyện mình lo chơi, rồi lát mình mới trở lại thăm chừng á. Nấu thì không biết tới chừng nào nó chín, nói làm sao mà nó như. Đó, thành ra đó, chỉ khi nào đó mà chúng ta đạt đến ít lắm là phải cái đạo quả tu đồ quên đó, thì lúc đó mình mới nói từ từ, nó mới từ từ rồi nó cũng như, nó mới được. Chứ còn bây giờ á, mình là còn phàm nhân, cái kiếp này may mắn mình học được, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cố gắng nỗ lực, không có cái hoài bão mạnh mẽ đó, thì biết kiếp sau á, mình tái sanh lại, nếu mà ở trong gia đình giàu sang quyền thế, rồi mình cái nguyện lực mình không mạnh, lúc đó mình lo thừa hưởng tài sản vui thú theo cái tham dục, của cho nên tất cả các cái lời nguyện của Bồ Tát đó, khi mà Ngài thực hành các cái pháp đó, Ngài chỉ có một cái nguyện duy nhất là mong đạt đến cái con đường giải thoát, đạt đến chánh đẳng chánh giác. Ngài chỉ có mong muốn nhiều đó thôi. Ngoài ra Ngài không có mong cầu là làm vua làm gì hết. Quý vị thấy cũng trong nhiều cái tích truyện đó, Ngài từng lìa bỏ cung vàng điện ngọc, bố thí vợ, bố thí con, bố thí tài sản, bố thí cả vương quốc, cho đến là bố thí cả sinh mạng. Chỉ có một hoài bão duy nhất là đạt được con đường giải thoát, đạo quả chánh đẳng chánh giác, để giảng dạy tiếp dẫn những chúng sanh hữu duyên thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Thành ra đó, khi mà chúng ta tu tập cũng phải có trí tuệ, chúng ta biết rằng những lúc nào cái tâm mình nó lùi sục, dễ vui, nó giải đãi thì mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều. Còn thấy mình cái tâm mình nó đã đạt đến cái tinh tấn mức độ vừa phải, cân bằng quân bình giữa cái tinh tấn và cái niệm, thì chúng ta giữ cái mức độ trung bình, chúng ta không nỗ lực quá mức, mà chúng ta cũng không để cho cái tâm mình nó lùi sục là đúng, chứ không vội vã nghe lời người ta tuyên bố là 3 ngày đắc quả, 7 ngày đắc quả, rồi chúng ta cố gắng thực hành đó là coi chừng là chưa thấy đạt tới đâu mà thấy đạt tới cái bệnh là mệt dữ lắm. Cho nên là Đức Phật dạy rồi, mình phải sáng suốt với trí tuệ, hiểu biết và phân biệt được cái nào là cái pháp của Đức Phật dạy và cái nào là không phải pháp của Đức Phật. Thì cũng xin chia sẻ giải đáp với cái thắc mắc của Minh Tâm. Kính chúc trong đạo tràng nhiều sức khỏe an vui, cũng như chúc Minh Tâm và gia đình cũng nhiều sức khỏe an vui và công việc thuận lợi tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú thành thai. Con thấy Huynh Minh Tâm đã sa thú kính tri ân sư rồi, và con thấy câu hỏi của cô Tuệ Duyên
Dạ cô không cầm mic được nên con xin phép được khuất lời và con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh chỉ dạy giùm ạ. Dạ cô tự duyên bạch nhài tâm cần phải được tu tập biến tri là thế nào? Dạ Nam Mô Bích Thai giá và con kính nhân Bích Đính Sư ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai giá, Nam Mô Tham Mà giá, Nam Mô Sang Kha giá. Thì quý vị biết rằng cái chữ biến tri ở đây đó là nó mở rộng ra. Thí dụ như bây giờ Đức Phật nói là chúng ta phải hướng tâm từ biến tri đến tất cả chúng sanh trong tam giới. Tức là lúc đầu đó thì chúng ta làm cho cái nội tâm mình có một cái sức mạnh của cái tâm từ trong nội tâm chúng ta. Sau đó chúng ta bắt đầu hướng cái sự an vui mát mẻ đến những người thân mình rồi sau đó chúng ta hướng đến những người bạn bè của mình những người không quen mà cũng không có quan trái rồi một lúc chúng ta hướng đến những cái người mà họ có cái sự quan trái với mình rồi mở rộng ra cùng khắp karani đó, tức là chúng ta hướng đến tất cả ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung béo gầy nhỏ lớn không cùng, tức là rộng khắp hết từ các cái loài chúng sanh cho đến các loài phi nhân cho đến các cái vị chư thiên chúng ta biến mãn, tức là biến tri rộng từ đến những cái chúng tất cả chúng sanh ở xung quanh chúng ta nhưng mà muốn có cái nội lực đó thì chúng ta phải có cái tâm từ chúng ta tu tập cái tứ vô lượng tâm và phát triển cái tâm từ tâm từ là mong cho tất cả chúng sanh luôn luôn được an vui hạnh phúc. Tâm bi là thương xót sự khổ đau của tất cả chúng sanh. Hỷ là hoan hỷ với cái sự an vui, cái sự thành đạt của mọi người. Xả là chúng ta biết rằng mặc dù mình hướng cái tâm mình đó, mình mong mỏi như vậy nhưng mà mỗi chúng sanh nó còn có một cái biệt nghiệp riêng cho nên á là cái biệt nghiệp riêng đó thì chúng ta không thể nào can thiệp được chúng ta chỉ dẫn giúp cho họ thôi, chứ còn chúng ta không thể nào mà gánh vác cái sự khổ đau, cái biệt nghiệp của họ được đó. Thì lúc đầu mình cũng mong muốn cho chính bản thân mình, rồi mình tu tập mình tạo cho cái an vui mát mẻ của mình đó, trong nội tâm mình nó mạnh mẽ lên, rồi mình hướng lần ra đến tất cả chúng sanh xung quanh mình thì gọi là biến tri vậy đó rồi không phải là tất cả chúng sanh xung quanh mình không, mà chúng sanh rộng khắp ở trong cái cõi sống của mình rồi nhưng mà cái nội lực của mình mà hướng đến tất cả chúng sanh trong các cõi sống mình là cũng mạnh lắm rồi. Chỉ có mình Đức Phật á thì cái tâm từ của ngài đó có thể là biến mãn cả khắp cùng thế giới mà thôi thì nói chung á là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác, còn chúng ta mà biến mãn cầu mong cho tất cả chúng sanh ở trong cái xứ của mình, cái quốc độ của mình như vậy là cũng là khá tốt mà. Thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của cô Trệ Duyên lắm thì cũng mới gặp cô vào trong room để sinh hoạt kính chúc tất cả chư tôn đức trưởng lão cũng như quý tu nữ
nhất là cô Đại Duyên và tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, an vui và có điều kiện tu tập để tạo được đời sống hạnh phúc và đến cái con đường giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cũng sắp hết giờ rồi, sẵn nay có duyên cũng xin hỏi sư Pháp Thanh để làm bài học cho đạo tràng. Dạ, thưa sư Pháp Thanh, dạ, qua cái vấn đề mà sư nói về tâm tư thì cũng có rất là nhiều cái bài để mà dạy Phật tử luyện về tâm tư, tức là tha thứ này, tha thứ kia, tha thứ nọ, rất là nhiều. Dạ. Nhưng ở đây con không phải hỏi cái đó, yeah, con chỉ hỏi cái đơn giản thôi. Yeah. Thưa sư, khi mà mình đọc những cái bài kinh mà rải tâm từ đó, thưa sư, yeah, thì mình có cần phải tập thực hành thì nó mới có hay không, thưa sư? Hay là mình chỉ cần đọc bằng cái miệng như vậy, tức là mỗi ngày đọc 1.000 lần như gì đó thì chúng ta sẽ có tâm từ. Ví dụ mình đọc như vậy, nhưng mà mình xây lại, mình nói thí dụ ta mua một bó hành mà ta xây ngang cái tay chĩa của mình trái ớt, lập tức mình chửi người ta liền, tức là mình hoặc là có những người mà người ta nói hơi nhẹ nhẹ cái là mình xây qua mình chửi người ta liền, tức là mình cuộc sống thì ra ngoài đời thì mình không có quan trọng là những người chung quanh của mình người ta có an vui hay không, tức là mình đụng ai mình cũng vớt hết á, đụng ai mình cũng chửi á, thì như vậy thì hai cái này nó nghịch với nhau thôi chứ, tức là mình đọc 1.000 lần rải tâm từ, mình mong cho người ta, nhưng mà khi mà ra khỏi cái đó thì mình sẽ lập tức làm cho chúng sanh khác đau khổ, thì như vậy thì cái việc thực hành như vậy thì nó có tâm từ hay không thưa sư? Dạ, hay là chúng ta hành từ thấp lên cao, tức là mình cho xả bỏ bớt những cái này cái kia, hoặc là mình thấy người này khổ mình giúp cho người ta, hay là giống như có nhiều người mà người ta nói là thấy cái người khác ăn cắp nhưng mà mình giả vờ cho nó ăn cắp vì thấy nó tội quá, nó ăn cắp đồ ăn đại khái như vậy, thì mình giả vờ cho nó lấy nó ăn để cho nó được yên tâm. Dạ, thì con thấy cái người mà làm cái việc đó thì cái người này họ đang rải tâm từ đến cái chúng sanh kia, bởi vì cái thằng này nó đói quá đi, nó lại nó lấy đồ ăn, nhưng mà con nghe có nhiều câu chuyện là nhiều người họ thấy nhưng mà họ giả bộ họ quay đi chỗ khác để cho cái người này thực hiện được cái việc lấy đó, đặng người ta có đồ người ta ăn. Thì con chỉ muốn hỏi sư rằng là khi mình nguyện như vậy hoặc là mình rải như vậy vân vân thì trên cuộc sống mình có cần phải thực hành hay không, thưa sư? Hay là mình cứ đọc càng nhiều thì từ từ là mình sẽ có một cái năng lực nào đó nó nhập vào người của mình, là coi như tâm từ của mình nó tràn giang đại hải. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Giá, nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, không biết là quý vị có nghe rõ không ạ? Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cảm ơn Quỳnh Minh Tâm. Thì thật ra đó, khi mà chúng ta đọc là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, trong hướng Nam, trong hướng Tây, trong hướng Bắc á, mình đọc mà mình không có mình quán sát lại cái nội tâm mình á, thì mình chỉ nói qua cái lời nói thôi. Lúc đó là mình phải quay lại mình nhìn trong nội tâm mình có tâm từ chưa. Trong tâm mình á, nó còn bực bội khó chịu không? Mình đang tụng kinh mà giờ nó đau nhất, nó tê quá, cái tâm mình khó chịu mà mình đọc nguyện cho tất cả chúng sanh an vui, sao mà an vui? Ngay bản thân mình nó chưa an vui, ngay bản thân mình nó còn sự khổ đau mà làm sao mà có an vui? Bây giờ á, mình đọc nhưng mà mình phải kiểm nghiệm, mình quay lại mình nhìn vào cái nội tâm mình,
mình có sự an vui, mình không có bực bội, mình không có sự khó chịu, thì bắt đầu lúc đó cái nội tâm mình an vui, mình mới hướng cái sự an vui đến cho người khác. Bây giờ bản thân mình đọc nhưng mà mình không có hành, mình không có quay lại mình ngó cái tâm mình an vui, thì cái đó là kiểu mà đọc cho có đọc chứ không có thực hành. Thành ra đó, cái điều quan trọng á là không cần đọc nhiều, nhưng mà mình thực hành, mình thực hành cái sự an vui đến ngay chính bản thân mình trước. Mình phải đi làm mình có của rồi mình mới chia cho người này, mình cho người này cho người khác được. Bản thân mình chưa có gì hết rồi mình cho ai đó. Rồi cái trường hợp mà anh Tâm nói là bây giờ cũng như một cái đứa mình giống như mình bán cái cửa hàng bánh mì đi. Bây giờ đứa nhỏ này nó khổ quá, đang đói, nó rình nó lấy ổ bánh mì thì thôi, mình giả lơ, mình ngó chỗ khác để cho nó lấy, là cũng một cái tâm tư. Nhưng mà nếu mình thấy vậy đó thì mình kêu lại, bây giờ là con đừng làm vậy, thấy không, ăn cắp nó không tốt, bây giờ là chú gì cô gì đó cho con nè, để con ăn cho nó đỡ đói. Thì cái đó là cũng một cách để thể hiện tâm từ, mình thấy thương xót trước cái sự khổ đau của chúng sanh khác, mình giúp cho chúng sanh khác nó giảm thiểu những cái đau, cái đói khác nó cũng là một cái khổ đau, cái bức bách ở trong cái bao tử, nó đau, nó đói quá rồi bao tử nó cồn cào, nó khó chịu, nó cũng khổ dữ lắm chứ. Khi mà mình cho nó cái miếng bánh, cho ổ bánh mì như vậy là mình cũng làm cho cái chúng sanh đó nó được tạm thời để làm dịu những cái cơn đau, những cái bức bách ở trong cái thân của nó. Thì cũng đó là cũng một cái hình thức để tâm từ. Cho nên á, là chúng ta không phải cần phải đọc nhiều, rồi ngày nào cũng đọc tới đọc lui mà trong nội tâm mình chưa có được phát triển. Mình có phải thật sự mình thương mình chưa? Nếu mà khi mà mình thật sự mình thương mình á, là mình phải tránh xa những cái ác nghiệp, mình giữ trọn vẹn những cái giới, lúc đó mình mới nói là mình thương mình. Bây giờ nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, mà cứ ngày nào cũng xách câu xách chài xách lưới ra sông chài lưới, thì vậy thì mình tâm từ chỗ nào, thấy không? Thành ra đó, trước khi mình đọc mình phải nhìn phản tỉnh xem xét lại nội tâm của mình, rồi qua cái thân, cái khẩu, cái ý, để chúng ta có được cái an vui mát mẻ, rồi mình mới đem cái an vui mát mẻ này đó mình hướng đến tất cả chúng sanh, những người xung quanh mình, người thân, rồi đến những người bạn bè, đến những người không quen thân, rồi đến những cái người mà có quan trái với mình. Thì mình phải, quan trọng là mình phải làm cho cái nội tâm mình nó an vui trước. Mình xả bỏ cái điều quan trái để cho cái tâm mình nó được an ổn trước, nó mát mẻ trước. Rồi mình hướng đến tất cả chúng sanh khác. Còn mà mình chỉ đọc theo cái bài kinh mà mình không có hành thì như vậy á, thì mình chỉ đọc không chứ mình không có hành thì đâu có lợi ích gì. Nội tâm mình không có được an lạc, không có được an vui, không có mát mẻ thì làm sao mình chia cho người khác được. Thì cũng xin giải đáp với cái thắc mắc của Huynh Minh Tâm, và chia sẻ một vài cái hiểu biết với phước báo này, thì cũng cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ nhiều quý Phật tử có thêm chút ít
những cái hiểu biết để chúng ta thực hành, đem đến cái an vui cho chính mình và những người xung quanh. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy Huynh Minh Tâm đã xa thú rồi. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng giải câu hỏi của Huynh Minh Tâm. Dạ, cũng như bài học ngày hôm nay. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào có thể lên hỏi hoặc chia sẻ gì trong cái đề tài ngày hôm nay không? Theo đồng hồ Nhật Quỳnh thì còn 3 phút. Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy không còn có vị nào có câu hỏi nữa. Dạ, con xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh trở lại đạo tràng để đúc kết bài học ngày hôm nay, và sau đó thì con xin thay mặt đạo tràng để sám hối và cung thỉnh sư chúc phúc ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con cho con hỏi thì còn mấy phút nữa cho con hỏi rồi sư trả lời con xong sư đúc kết bài học luôn mà sư. Dạ, cứ thường mình sau thời học pháp thì mình sám hối theo như mà cái sự chế định đó thì tại sao sám hối bạch sư. Dạ, con kính nhân bích đến sư và sư trả lời con, sư đúc kết bài học luôn. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, thì khi mà sau thời pháp mình sám hối là để ở đây đó, trong khi mà mình nghe pháp mình chưa có đặt hết cái sự chú tâm vào cái nghe pháp, mình cũng còn dễ vui, mình lơ là, mình sám hối với Tam Bảo, Pháp Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, để gì? Để ngăn ngừa từ đây về sau mình phải càng cố gắng nỗ lực chú tâm nhiều hơn. Ấy là theo cái thông lệ là cứ có không có gì mình cũng sám hối. Còn nếu mà mình thấy cái trong cái thời pháp mà mình hoàn toàn mình đặt cái chú tâm ghi nhớ rồi mình học từ xuyên suốt từ đầu tới cuối thì mình đâu có tội lỗi gì mình sám hối, không? Thì ai có sám hối, mình cảm thấy mình không có tội thì thôi, chứ không phải người ta đọc rồi mình cũng đọc theo. Thì cho đó chúng ta phải hiểu biết cái sám hối là gì để chừa cãi từ đây về sau, để tôi sẽ làm tốt hơn. Mình phải thấy cái lỗi của mình, sám là bày tỏ ra, hối là để mình nguyện từ nay sau mình không có lầm dấp những cái khuyết điểm đó nữa. Đó, thì cái đó là cũng một cái phương pháp hành để cái nội tâm mình nó được an vui, sáng suốt, mình không có hoài nghi. Tôi biết có phạm giới, phạm tội, phạm gì không? Thì trong cái đời sống chúng ta cũng phải sáng suốt và thực hành theo cái lời Phật dạy, tức là chúng ta phải làm cho cái nội tâm của mình nó an vui, mát mẻ và coi như diệt trừ những cái phiền não, thì bắt đầu mình mới hướng đến con đường hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư sẽ tụng kinh phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ, đã chia sẻ câu hỏi của con. Vậy là con là phải sám hối liên tục và con cũng phải cố gắng liên tục đó bà sư. Dạ, bản thân con là phải sám hối liên tục và không sám hối đó thì con cũng phải cố gắng liên tục. Thì thật sự là nó khi mình nghe pháp mà mình thật sự chú tâm, mình giống như mình nghe pháp mà uống từng ngụm nước thì con không có điều kiện đó rồi. Và nếu mà giờ mình mà nói thôi mình không có điều kiện thì mình không nghe thì coi như là lại càng mất mát nhiều hơn. Nên con cũng sẽ cố gắng, dạ, cố gắng để nghe pháp và cũng và trong lúc nghe pháp thì
con thấy mình cũng có dạ tội lỗi đủ điều và đúng vậy đó, là nên là sám hối rồi chưa được chút nào đỡ chút đó, và cũng nghe được chút nào đỡ chút đó, còn nếu không nghe được thì coi như mình đi trong mà bóng đêm. Dạ, dù con mặc dù con không có ngồi trước máy thường xuyên, không có nghe pháp chăm chú, nhưng mà nó vẫn lọt được sức, nó cũng lọt nhiều điều để cho con tự sửa mình. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Như Quỳnh kính mời đạo tràng, ai cảm thấy nghe pháp có lỗi thì cùng với Như Quỳnh sám hối giống như là lời sư đã dạy. Nam mô Bụt Thà. Dạ, Ut tam ang ge na wan de hang ba da phang sung ba ruột tam ang buot thể do khá lý tậu đâu sâu buột thâu khám tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm lên Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghê na vạn đề hằng tham anh cha đề vi thăng và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mơ cam ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vi phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi cho con. Uất tam ang ghê na vạn đề hằng sanh anh chả đi thốt tam ăn sang khê vô khá lý tậu đô sâu sang khô khà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sằng Khai Giá. Và trước khi phúc chúc kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thì giống như cô Quỳnh nói, thật sự ra đó, bản thân sư cũng như tất cả quý vị, mình còn là phàm nhân, thì ít nhiều mình cũng còn phạm đối với tam bảo. Cho nên mình sám hối để mình nhớ để từ nay sau mình sẽ cố gắng, mình đừng có phạm lại những cái lỗi lầm đó nữa. Chứ còn phàm nhân là còn lỗi lầm, ai cũng vậy thôi. Chỉ có bậc thánh A La Hán thì các ngài mới hoàn toàn chấm dứt. Thì chúng ta cứ cố gắng mỗi ngày một chút. Avatu sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa bhutanu phavena sada sothi bhavantu te. Avatu sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa dhammanu phavena sada sothi bhavantu te. Avatu sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa sanghanu phavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni hoa ya ni và anh ta lịch kê ta tha ga tăng đê qua manu sư bố chi tăng bố tăng nam a sa na sư qua thì hô tu gia ni tha phụ ta.
ni samma gata ni pomma ni vaya ni vantalekha tathagatang deva manusu buchi tang thammang namasana suvati ho tu ya ni thakuta ni samma gata ni pomma ni vaya ni vantalekha tathagatang deva manusu buchi tang sangkhang namasana suvati ho tu hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, và hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hồi họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, và hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hồi họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, và hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hồi họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Hà Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chuyên hậu trì chánh pháp cầu phong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt chân lý thiền đường, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí, chúng con tu tiến thâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu, y đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu, y đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rung Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhiều quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, nhiều quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Dạ, Nhật Quỳnh kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài lễ bái tam bảo của chư tăng Tích Lan, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rum. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng. Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Vandami Cetiyam Sabbang Sambathane Supatthittam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddha Rupang Sagaram Sada Vandami Cetiyam Sabbang Sambathane Supatthittam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddha Rupang Sagaram Sada Vandami Cetiyam Sabbang Sambathane Supatthittam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddha Rupang Sagaram Sada Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusanam Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akariko Ehi Pasiko Opaneiko Pachatang Vedita Bhuvinyuhiti Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujjhatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Pukkala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punya Khetan Lokasati Evam Me Sutang Ekam Samayam Bhagavan